là mình học thì chúng ta sẽ thống nhất nha em. Chúng ta sẽ thống nhất qua thử là chúng ta sẽ kiểm tra vào ngày thứ mấy, nhưng chúng ta còn một cái cục điểm nữa. Hôm nay là thứ 6 ha. Thì cô thường cô sẽ cho các em thời gian là 1 tuần để các em có thời gian để các em học hành. Được chưa nè? Vậy thì cô sẽ đưa ra cái mốc thời gian, sau đó các em coi thử có hợp lý hay không. Được chưa nè? Bởi vì mà các em sẽ học nhiều môn với nhau nên là cô sẽ đưa ra mốc thời gian. Và các em có đồng ý với cái mốc thời gian đó hay không? Nếu mà chúng ta không đồng ý á thì chúng ta chuyển sang một cái ngày khác. Được chưa nè? Cô coi lịch nha, cô đang coi lịch nha. Hôm nay là thứ sáu. Vậy thì tối thứ sáu tuần sau chúng ta kiểm tra được hay không em? Tuần sau nha. Tuần sau là ngày 19. Được không em? Được. Được chưa nè. Các bạn nào bận hay không? Tối thứ sáu là ngày 19 tháng 11. Em học à, các bạn học ha. Từ từ, vậy cô chuyển sang ngày khác. Tối thứ bảy 20 tháng 11. Thôi chúng ta 20 chúng ta chừa ra ha. Con sợ vào ngày này nghỉ nghỉ giáo Việt Nam nên là sợ người ta sẽ nghỉ nghỉ giáo Việt Nam ha. Rồi chờ cô xíu. Y như cũ em. Như cũ là thứ mấy ta? Chủ nhật hả? Đúng không em? Chủ nhật đúng không? Ừ, chủ nhật. Chờ cô coi lịch xíu ha. 21 tháng 11. Được chưa? 21 tháng 11 vào tối chủ nhật 19 giờ. Đúng không em? Để cô ghi cái đã, cô ghi cô cài đặt luôn cho nó nhanh. 21 tháng 11 nha. 21 tháng 11. Được em. Cô nhanh lắm, cô chỉ cần cài đặt thôi, quan trọng các em á. Tối chủ nhật ha. Vậy chúng ta kiểm tra vào lúc 18 giờ được không em? 18 giờ. 18 giờ được không? Được ha. Thống nhất luôn nha. Ừ, 18 giờ ha, cho một số bạn có đi làm đó thì mình làm có thời gian mình đi. Rồi 18 giờ. Vẫn như cũ là 30 câu. Tương ứng 30 phút. Ha. 30 câu, 30 phút hay 35 phút? Và cô cũng hỏi, cô cũng biết câu trả lời ha. À, chương của mình là chương sách ký nha em. Rồi các cô thống nhất nha. À, lớp trưởng có nhiệm vụ là ghi lại giúp cô ha. Rồi các em thông báo trên lớp, trên cái email của lớp mình giúp cô. Chưa, cô đọc lại nha. Chúng ta cùng thống nhất nha. Chúng ta sẽ kiểm tra vào tối chủ nhật. Không, 35 phút thôi. Tập cho học hành đàng hoàng. 35 phút thôi. Đề khó nha, không có đề dễ nha. Học bài đi. Học bài xong rồi thi. Em học xong tất cả các chương, còn chương kia nữa là thi là được. Hợp lý. Cô đọc lại nha. Chúng ta kiểm tra vào tối chủ nhật ngày 21 tháng 11 lúc 18 giờ. 30 câu tương ứng 35 phút chương sách ký. Được chưa các em? À, lớp trưởng ghi lại giúp cô nha, ghi trên cái group của lớp mình á. Rồi cô cho thời gian mình 2 phút đi. 2 phút ha. Bạn nào có thắc mắc gì hỏi cô. Chương đó hả? Một chương. Tức có nghĩa là nội dung trong ở buổi số chương sách ký đó chính là hết luôn đó nha em. Là chính là nội dung của buổi số 4 và buổi số 5. Cô nói chương sách ký là cho nó gọn. Nhưng mà thực ra là bao gồm có 4 phần. À, bao gồm có 4 phần. Được chưa? Là bao gồm đại cương này, sách ký lớp mỏng này, sách ký lỏng này, sách ký khí này. Hết luôn. Được chưa em? Rồi, cô cho mình khoảng 2 phút nha. Bạn nào thắc mắc thì hỏi cô sẽ giải đáp cho mình. À, sau 2 phút rồi chúng ta bắt đầu vào chúng ta học. Được ha, để tôi rủ các bạn bên phía bên này qua cho cô. Cô chờ em đó nha, có thắc mắc gì hỏi cô. Rồi nhóm phụ nè em. Em qua bên nhóm chính mình đi, có 85 bạn nè. Bên chính nè. Em về nhóm chính đi. Nó phát biểu qua đó cô thấy luôn, cô cộng điểm luôn. Cái bên này nhóm phụ nhiều khi mình mất quyền lợi của mình. Ha.
À, em ra bên đó giúp cô đi, có cộng điểm xung phong phát biểu của cộng luôn. Chứ bên đây thì cô ít khi nào qua lại, thường cô giảng bài thì cô giảng bên nhóm chính Ừ. á. À, qua nha. Ừ, em cảm ơn bạn Uyên. Phút nữa mình học 1:25 mình học, bạn nào thắc mắc thì mình bắt đầu mình học ha. Nhớ là kiểm tra có phần tính toán nha em, nên mình chuẩn bị cái máy tính cho cô nữa nha. Dạ mình học nha. Mình học ha, bài hôm nay nó hơi dài. Bài mình nó hơi dài một xíu so với thường ngày nên mình cố gắng nha. Hôm trước là chúng ta nghỉ sớm rồi. Nên hôm nay chúng ta học nó hơi dài một xíu. Dạ mình học nha. Rồi cô chiếu cái slide thử là các em nhìn thấy cái slide chưa nha. Em nhìn thấy chưa? Slide các em nhìn thấy chưa? Rồi ha, mình học nha. Rồi. Bạn nào học bù thì cuối giờ nói cô nha. Cuối giờ nói cô. Rồi hôm trước là mình học hệ thống máy rồi đúng không em? Hệ thống máy sắc ký là mình học rồi đúng không? Thôi mình học từ khúc này đi nha. Mình học từ khúc này. Vậy thì hôm trước là mình đã học hệ thống của máy sắc ký lỏng hiệu năng cao. Thì hôm nay cô giới thiệu lại cho mình. À, thứ nhất đó chính là sơ đồ của cấu tạo máy của HPLC của mình. Thứ nhất là bao gồm pha động, rồi tới cái bộ phận khử khí, rồi tới cái bơm, rồi tới bộ trộn, rồi tới bộ phận tim mẫu, cột cột sắt ký nó được đặt ở trong cái lò cột, kế tiếp là cái đầu dò và sau đó là thải ra ngoài. Đây chính là bộ phận của hệ thống máy sắt ký HPLC. Vậy thì cô đi vào từng cái bộ phận của máy sắt ký của mình. Thứ nhất là bình chứa dung môi. Thường những cái bình chứa dung môi thì nó được làm bằng thủy tinh, vì đa phần chúng ta dùng là dùng dung môi hữu cơ nên là người ta dùng là dùng cái bình thủy tinh. Và trong cái bình thủy tinh này em để ý nó có một cái đường ống này là để dẫn cái pha động của chúng ta đi qua cột sắt ký. À, và ở dưới cái đường ống này của mình này, người ta có một cái cồn lọc, và đây nó bằng inox. Inox nha em, nó bằng thép thép không rỉ á. Và trong mỗi cái đầu lọc của chúng ta nó giống như cái lọc ha, người ta khoét những cái lỗ rất là nhỏ. À, để nếu như lỡ may như chúng ta lọc mà nó bị có những cái cặn á thì nó không đi vào trong cái đường ống. À, và nó gây nên hiện tượng là nghẹt cái cột. Nên người ta sẽ làm có những cái lỗ xốp ở trong chỗ này. Được chưa? Và cái này nó bằng inox để cho nó nặng, nó kéo cái đường ống của mình đi xuống để tránh trường hợp chúng ta hụt cái dung môi. À, và thường nó sẽ có bốn kinh: kinh A, kinh B, kinh C, kinh D. Được chưa nè? Và trên mỗi cái sợi dây này nó sẽ ghi là A, B, C, D. Em dễ hình dung ha. Rồi cô sang cái bộ phận đó chính là khử khí. Vậy thì khử khí mình hiểu là sao em? Bộ phận khử khí. Vậy khử khí có nghĩa là gì? À, lọc cái gì em? Không khí, loại bỏ không khí, còn sót, còn tồn đọng lại ở trong cái pha động. Được chưa nè? Vậy thì ở đây chúng ta đối với cái pha động của chúng ta, sau khi mà mình pha xong một cái hỗn hợp dung môi
Thì đối với pha động thì em đọc hai công việc em phải làm, đó chính là em lọc nó, ghi âm xuất chung không. Sau khi lọc xong rồi thì em mới tiến hành em siêu âm. Cái cách mà để chuẩn bị pha động của chúng ta thì sẽ có hai cái. Thứ nhất là lọc ghi âm xuất chung không để chúng ta loại bỏ những cái cặn nó còn sót lại ở trong cái pha động. Và sau đó chúng ta tiến hành siêu âm để loại bỏ bọt khí. Đây chính là hai bước để chúng ta chuẩn bị pha động. Còn nói về cái cách lọc khử khí á, thì chúng ta sẽ có bốn cách. Thứ nhất là lọc âm xuất chân không, thứ hai là siêu âm, thứ ba là sục khí helium, và thứ tư là khử khí bằng màng ngay trên dòng. À, vậy thì cô sẽ nói về lọc chân không. Tùy thuộc vào thành phần pha động của mình là gì thì mình sẽ sử dụng cái màng lọc tương ứng. Ví dụ như thành phần dung môi pha động của em là nước thì lúc này em dùng cái màng lọc đó chính là cellulose acetate. Còn nếu như thành phần pha động của em là dung môi hữu cơ và nước thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái màng lọc cellulose tái sinh hoặc nylon hoặc polyamide, tùy thuộc theo tính chất của cái thành phần pha động của mình mà các em sẽ lựa chọn cái giấy lọc hay là cái màng lọc cho nó phù hợp. Và đây chính là cô lấy cái hình của cái hình màng lọc ha, nó tất nhiên nó được bỏ trong hai cái hộp, trong cái hộp ha. Và đây chính là khi mà lọc á, em lấy cái tờ giấy lọc ở phía trên màu trắng này, còn ở dưới màu xanh này là phân cách giữa giấy số 1 và giấy số 2. Em lấy cái màu trắng ở phía trên này, sau đó em bỏ qua bên cái máy lọc chân không này. Em mở cái kẹp màu xanh xanh này ra, em bỏ cái tờ giấy lọc vô. À, sau đó em đổ cái dung môi của chúng ta vô và em bấm cái nút, bấm cái máy bơm á, nó sẽ hút xuống như này. Và khi lọc như vậy thì nó tạo cái khí, đúng không nè, vì nước từ trên dung môi của chúng ta từ trên chảy xuống thì nó tạo nên cái khí. Vậy thì để sau đó người ta tiến hành, người ta siêu âm bằng cái này, người ta gọi là cái bể siêu âm. Vậy thì cái bể siêu âm của chúng ta á, người ta sẽ đổ nước vào trong cái bể siêu âm này. Nước bình thường của mình cũng được, không cần phải nước gấp hai lần, nước bình thường, nước sinh hoạt của mình cũng được, không sao cả. Sau đó em lấy cái bình dung môi mà chúng ta vừa mới lọc xong á, em bỏ vào trong cái bể siêu âm này. Sau đó em bật nút on off on, được chưa, bật cái máy lên. Và các em lưu ý, chúng ta siêu âm, người ta dùng cái sóng siêu âm nên nó gắn từ trong ra ngoài. À, nên lưu ý với cô là khi mà mình sử dụng cái máy á thì em hãy đặt cái bình dung môi của chúng ta vô trước rồi hãy bấm, chứ đừng làm ngược lại ha. Và cách số 3 đó chính là sục khí helium. Thì cô ít thấy, cô đi làm thì cô ít thấy người ta sục khí helium, có thể là cô chưa gặp. À, thì sục khí helium thì em biết khí khí helium là một khí hiếm thì nó mắc. À, mắc hơn so với cái bể siêu âm. Cái bể thì mình mua về mình xài liên tục như vậy cũng không sao, năm này ra tháng nọ cũng không sao. À, còn đối với khí helium thì chúng ta cái khí nó hơi mắc. À, nên người ta ít sử dụng. Được chưa nè? Và nếu ở đây người ta sục một cái khí helium vào trong cái bình dung môi của chúng ta sau khi chúng ta lọc. À, thì người ta sục vào trong này. Được chưa nè? Cách này thì cô ít thấy. Và cách số 34 nữa của mình là khử khí bằng màng ngay trên dòng. À, đây chính là bộ phận khử khí em, bộ phận khử khí từ cái thành phần dung môi của chúng ta gồm có bốn kênh, kênh A, kênh B, kênh C, kênh D. Ở đây người ta sẽ có ba kênh và một cái màng gọi là cái màng khử khí, cái này người ta gọi là cái màng khử khí, và áp suất chân không được duy trì ở phía bên ngoài. Vậy thì nếu như trong cái đường ống của chúng ta, trong cái thành phần pha động của chúng ta nó có bọt khí thì nhờ cái màng khử khí này nó áp suất chân không, nó đã kéo cái khí chúng ta đi ra ngoài và dung môi của chúng ta nó đi tới cái bộ trộn, và đây chính là cái hệ thống của khử khí bằng màng ngay trên dòng. À, để em nắm ha, nói về cách khử khí thì chúng ta có bốn loại: lọc, khí áp suất chân không, siêu âm, sục khí liêm và khử khí bằng màng ngay trên dòng. Còn nói về chuẩn bị thành phần pha động thì hai công việc chúng ta phải làm đó chính là lọc giữa sức chân không và tiến hành siêu âm để loại bỏ bọt khí. Em nắm nha. Rồi cô sang một cái bộ phận nữa, đó chính là cái bơm. Cái bơm mục đích là dùng để chuyển cái gì qua cái gì, vai trò của cái bơm.
hay gọi là cái bơm, là dùng để làm gì em? À, chuyển cái pha đồng của chúng ta qua cái cột sắt ký. Cô công nhận Tú Uyên. Và cái thông số nào nó thể hiện em? Thông số nào nó thể hiện em? Tốc độ Tốc độ dập. dập. À, đó chính là cái tốc độ dập. Em lưu ý ha. Cái thông số mà thể hiện cái bơm của mình đó chính là cái tốc độ dập. À, và vai trò của nó, em nắm vai trò của từng bộ phận của máy nha. Bơm là dùng để chuyển cái pha động nó đi vào cái cột sắt ký và nó thực hiện quá trình phân tắc. Và cái thông số mà thể hiện đó chính là cái tốc độ dập. Lưu ý nha. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cái kiểu rửa giải. Đó chính là kiểu rửa giải đặt dòng là aerobatic và kiểu rửa giải hợp radian. À, vậy thì sự khác nhau giữa hai cái kiểu rửa giải này, aerobatic có nghĩa là đặng dòng, có nghĩa là gì? Chúng ta cùng quan tâm nha. Cô ví dụ ở đây, kênh A của chúng ta là methanol, kênh B của chúng ta là nước. À, và hai cái kênh này nó sẽ đi vào cái bộ phận khử khí. Rồi nó đi tới cái bơm. Hai cái dung môi này nha em, đi tới cái bơm. Và tại cái bộ trộn này này, nó sẽ lấy nước là 40%, mê là 60% theo như em cài đặt. Và sau đó nó trộn lại với nhau tạo thành một cái hỗn hợp nước mê 40-60%. Sau đó nó đi vào trong cái cột sắt ký, là một cái hỗn hợp đó đi vào trong cột sắt ký và đi tới cái đầu dò. Thì cái kiểu rửa giải đó người ta gọi là đặt dòng, có nghĩa là một dòng nó đi liên tục, hay là kiểu rửa giải radian em? Đặng hay gradian? À, đó chính là cái kiểu rửa giải đặng dòng. À, có nghĩa là một dòng nó đi liên tục như vậy. Vậy kiểu đặng dòng có nghĩa rằng thành phần pha động của nó có thay đổi trong quá trình chúng ta chạy sắt ký không em? Cô À, nó không thay đổi trong quá trình mà chúng ta chạy sắt ký. Vậy thì áp suất của nó có thay đổi không em? Áp suất của nó cũng không luôn, được chưa? Áp suất nó không, và áp suất chúng ta được nhìn thấy ở thông số nào, ở đâu của bộ phận, ở đâu của bộ phận sắt ký? Chưa đúng em. Tốc độ dòng là thông số. Đây câu hỏi là bộ phận nào thể hiện, bộ phận nào mà nó thể hiện được áp suất, nó hiện lên áp suất cho em biết rằng áp suất nó không thay đổi. bơm nữa cô. À, nó chính là cái bơm, được chưa? Mỹ Duyên đúng không em? Dạ. Ừ, Mỹ Duyên học bù em, Dạ em đúng không. không? Dạ thì giữ riêng nữa cô. À, học bù thì nói tôi liền nha, Dạ. tìm có thấy em rồi. Rồi đây đó chính là cái bơm đó nha em. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nắm hai cái kiểu rửa giải của chúng ta, đó chính là kiểu rửa giải aerobatic, có nghĩa là đặng dòng, có nghĩa là một dòng nó chạy qua cái cột sắt ký của chúng ta. Và chính vì nó chạy ra một dòng như vậy nên là cái áp suất của nó sẽ không có thay đổi, em lưu ý ha. Còn hệ rửa giải gradient thì thành phần pha động của nó sẽ thay đổi trong quá trình chúng ta chạy sắt ký. À, và thường nó sẽ biến thiên theo, đó chính là thời gian, em lưu ý ha. Và để thường á, thường một cái máy sắt ký á, nó sẽ có một cái áp suất tối đa khoảng 430, vượt qua 430 thì máy sắt ký của mình nó sẽ tự ngưng, em lưu ý ha. Vậy thì trong sắt ký của chúng ta nó sẽ có hai kiểu rửa giải, đó chính là đặng dòng và gradient. Về phần bơm của mình thì nó sẽ có cái kiểu gọi là bơm một piston, có nghĩa rằng là cái pha từ cái dung môi của chúng ta là thành phần pha động nó đi vào, và ở đây nó sẽ có một cái kem chúng ta kéo, nó giống như là nguyên tắc hoạt động của một cái piston nha em. Chúng ta sẽ kéo nó ra, được chưa nè. Thì lúc này nó kéo cái dung môi pha động của chúng ta lên chỗ này, rồi sau đó chúng ta đẩy vô thì cái này nó đi vào trong cột sắt ký ạ. À, nó đi ra.
sau đó nó vào bột trộn và nó đi vào cái cột sắt ký của chúng ta. Và cái bơm này là bơm một piston, và thường nó sẽ, chúng ta sử dụng cái bơm một piston này thì thường nó sẽ tạo nên một cái xung điện. Và tạo ra một cái xung điện như vậy nên mà khi cái đầu dò nó ghi nhận được á, thì cái đường đền của nó bị nhiễu. À, nên cái thường cái bơm một piston người ta ít sử dụng hơn. Và hiện tại bây giờ người ta sử dụng là hai piston là nhiều hơn so với một piston. À, còn đối với loại hai piston của chúng ta thì ở đây người ta sử dụng hai cái piston. Dung môi của chúng ta, thành phần pha động của chúng ta chỗ này là in, nghĩa là đi vào, bằng cách là chúng ta dùng cái piston này chúng ta kéo nó ra, thì đồng thời nó kéo cái pha động của chúng ta vô trong chỗ này. Đồng thời sau đó chúng ta đẩy cái này vô thì lập tức cái này nó kéo ra, và cái quá trình của nó tuần hoàn như vậy nên dẫn đến là cái cột sắt ký của chúng ta cái áp suất của nó không đổi. Thứ hai nữa, cái xung điện nó gây ra rất là ít, à, nó ít ảnh hưởng hơn so với cái loại là bơm một piston. Lưu ý ha. Còn bơm nhị phân, nhị ở đây có nghĩa là hai. À, vậy thì nhị phân có nghĩa là hai cái kênh dung môi, có nghĩa là cùng một thời điểm chúng ta chạy thì nó sẽ lấy được hai cái dung môi. À, hai cái dung môi ha. Và thường nó sẽ dùng để chạy chương trình gradient. À, và nó, mình chạy bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu, nên lúc này nó sẽ tiết kiệm dung môi. Nắm nha. Bơm nhị là hai, còn tứ có nghĩa là bốn. À, đồng thời nó sẽ được lấy 4 cái dung môi, và lúc này chúng ta có thể chạy được chương trình gradient và mình tiết kiệm dung môi. Nắm. Bơm ở mình sẽ có bơm chương trình áp suất thấp và chương trình áp suất cao. À, áp suất thấp ở đây người ta chỉ sử dụng một cái bơm thôi, một cái bơm thôi. Ở đây chúng ta sẽ có 3 cái dung môi ABC, E1, 2, 3. Sau đó người ta trộn lại theo một tỷ lệ theo cái điều kiện sắt ký đã được tối ưu. Sau đó nó đi vào cái bơm, sau đó tới bộ phận tim mẫu, rồi đi tới sau là cái cột sắt ký của chúng ta. Bơm này gọi là bơm ở dùng ở áp suất thấp, chỉ sử dụng một cái bơm duy nhất. À, còn ở đây là bơm ở áp suất cao, ở đây người ta sử dụng ba, tương ứng với ba cái dung môi thì nó sẽ có ba cái bơm, sau đó nó tới cái bộ trộn và đi kế tiếp nữa ha. Thì so với bên kia thì bên này có độ chính xác là độ đúng nó sẽ cao hơn so với loại bơm áp suất thấp, và thường bây giờ người ta sử dụng cái loại này là chính. À, rồi vậy thì cô nói về sự khác nhau giữa chạy gradient và chạy đẳng dòng có nghĩa là gì. À, cô ví dụ như ở đây nó sẽ có 6 cái bit, 4 ha, 5, 6, thì nó sẽ tương ứng là 6 cái hợp chất. Và ở đây người ta chạy theo tỷ lệ methanol nước 60%, 40%, thì đây người ta gọi là chạy đẳng dòng hay là chạy gradient em. Mê nước 60%, 40%, à, thì đó người ta gọi là chạy đẳng dòng. À, như ý ha. Như ý, chắc như ý 57 đúng không em? Như ý 57 đúng không em? Rồi. Con đi tiếp nha. Và chạy ở đây người ta sẽ chạy là methanol và nước theo tỷ lệ là 60% và 40%. Và kiểu chạy này người ta gọi là chạy aromatic hay còn gọi là chạy đẳng dòng. Và em thấy sắc ký đồ của cái hình này, em thấy 6 hợp chất này nó cách tách nhau hoàn toàn không? 6 hợp chất này của mình cách tách nhau hoàn toàn không? À, nó không cách. À, cái bit số, cái chất số 6 nó sao em? Cái chất số 6 nó sao? Chất số 6 nó sao là cái ở sau cùng? Bè. À, nó bị bè ra, mà bè rất là nhiều. Được chưa? Nên ở đây, vậy thì em có định lượng được nó hay không? Dạ không. Ừ. Mình sẽ không có định lượng được. Vậy thì làm cách nào để chúng ta thu được cái hình dạng bit của mình nó đối xứng? Hoặc là chúng ta làm cách nào để chúng ta tăng lên được cái độ phân giải của nó? Thay đổi cái gì? À, Minh Đức ha. Chúng ta thay đổi cái thành phần pha động. Được chưa nè? Minh Đức. Minh Đức, Phạm Minh Đức, nghe.
Cô đọc tên em đúng không? Phạm Minh Đức. Chúng ta sẽ thay đổi cái thành phần pha động. Và lúc này cô tăng cái tỷ lệ methanol lên và cô giảm cái tỷ lệ nước xuống. Đúng nè, methanol và nước chỗ này là mê là 80%, nước là 20%. Nhưng mà cô thu nhận được cái hình dạng bít sắc cái đồ sao em? Sắc cái đồ sao? Thu được bốn cái bít nó làm sao đây? Hai cái bít số 5 và số 6 nó tách nhau hoàn toàn rất là đẹp, đối xứng. Nhưng mà bốn cái bít còn lại của chúng ta thì sao hả? Dính nhau chưa tách hoàn toàn. Vậy chúng ta có thể định lượng được hay không? Bốn cái bít đó không. À vậy thì lúc này người ta không chạy, dù người ta đã thay đổi thành phần pha động nhưng mà tình hình vẫn không cải thiện được. Nên lúc này người ta chuyển sang một cái chế độ chạy khác nữa, đó chính là chạy gì em? Đã tách được nhiều chưa? À đó chính là người ta sẽ chuyển sang cái chạy, đó chính là chạy gradient. Được chưa nè? Và ở đây chạy gradient có nghĩa rằng em để ý này, cái đường màu đỏ chúng ta đi ha. Trên đây đó chính là thành phần pha động của nó. Thành phần pha động dung môi hữu cơ bắt đầu nó tăng dần. Thì đồng thời mấy hợp chất chúng ta nó cũng làm gì em? Thành phần dung môi hữu cơ của chúng ta tăng dần. Thì dẫn đến các hợp chất của chúng ta cũng sao luôn em? À, tăng, tách ra. Được chưa nè? Nên các em nhìn thấy từ đường màu đỏ của chúng ta đây, đó chính là thành phần dung môi hữu cơ nó tăng dần. Thì lúc này các hợp chất của các em nó sẽ tách nhau ra hoàn toàn. Được chưa? Vậy thì chạy gradient có nghĩa là, có ví dụ nha, ví dụ như em chạy tỷ lệ methanol với nước là có đây nhiều bao nhiêu à, 80-20. Ví dụ em chạy dung môi thành phần pha động của chúng ta dung môi với nước theo tỷ lệ là 80-20%. Được chưa nè? Và em tách một hỗn hợp gồm 6 cái hợp chất thì chỉ có mấy lực tương tác lên thành phần pha động, chỉ có mấy lực tương tác lên 6 hợp chất này thôi em? 6 hợp chất nha, mấy lực thôi. Nghe nhắc lại nè, nhắc lại nè. Hỗn hợp nha, hỗn hợp nha, đang chạy aromatic nha em, chạy đẳng dòng. Theo tỷ lệ mê nước 60 à, bao nhiêu hả? 80 theo tỷ đó đi ha. Mê nước theo tỷ lệ 60 40%, trộn lại thành một cái hỗn hợp, sau đó nó đi vào trong cột xơ ký. Đồng ý chưa? Vậy thì câu hỏi cái thành phần pha động á, chờ cô xíu nha. Vậy thì câu hỏi nè, bao nhiêu lực của thành phần pha động tương tác lên 6 hợp chất của chúng ta? Có bao nhiêu lực? Đúng rồi, nó chỉ có 2 lực à. Cô đang hỏi, nghe rõ câu hỏi, nghe rõ câu hỏi. Thành phần pha động của chúng ta mê nước 60%, 40% tạo thành một cái hỗn hợp. Đồng ý ha? Vậy thì bây giờ câu hỏi này, thành phần pha động có bao nhiêu lực tương tác trên 6 hợp chất của chúng ta? Có mấy lực thôi em? 1 lực. Vậy đủ kéo 6 hợp chất này ra hay không? Tách nhau hoàn toàn hay không? Không. Đồng ý ha? Nên lúc này người ta chuyển sang chạy gradient này. Ứng với mỗi thành phần pha động, thành phần pha động cô, thành phần dung môi hữu cơ tăng dần. Ví dụ mê nước à, nước trước nha. Cô nói nước trước nha. Mê nước, thì mê trước đi ha. Mê 20%, nước còn lại 80%. Nó tách được một hợp chất. Tiếp tục cô tăng mê lên. Mê 40%, nước 60%, nó tách một hợp chất. Tiếp tục cô tăng lên. Mê 50%, nước 50%, nó tách được một hợp chất. Tương ứng với mỗi thành phần pha động giữa dung môi hữu cơ và dung dịch đệm hoặc là nước, nó tách được một hợp chất. Thì lực tương tác của nó, một lực hay nhiều lực em, tương tác lên một hỗn hợp của chúng ta. Một lực hay nhiều lực, một thôi à. Mê nước, nghe kỹ nè, nghe kỹ nè ha, nghe kỹ. Nhiều lực
Nghe kỹ này này, thầy nắm cái này nha, thầy nắm cái này. Cô ví dụ nha, nói lại này, nói lại này. Mê 20% nước, em lấy 100 em trừ ra, được chưa? Nó luôn quy về 100%. Mê 20% nước, 80% tắt được chưa? Tiếp tục tăng lên, thành phần dung môi hữu cơ tăng lên. Mê 30% nước, 70% tắt được hợp chất, và cứ tiếp tục như vậy. Vậy thì bao nhiêu lực của thành phần phá động tương tác lên hợp chất của chúng ta khi cô tiến hành cô chạy gradient? Ít nhất cũng 6 cái lực tương tác hay 5 lực tương tác, được chưa nè? Vậy thì điểm khác nhau giữa chạy gradient và chạy đẳng dòng là gì? Sự khác nhau, thưa cô, là chạy đẳng dòng á thì thành phần pha động nó không thay đổi, còn gradient á thì thành phần pha động nó thay đổi. Cái áp suất của đẳng dòng á thì khi cái thành phần pha động không thay đổi thì cái áp suất nó cũng không thay đổi luôn. Còn cái gradient á thì cái thành phần pha động nó thay đổi nên cái áp suất nó thay đổi. Để cô hỏi anh câu này nè, khi nào mình chạy gradient dựa vào ví dụ cô đưa? Gửi. Khi nó có nhiều hợp chất đó cô. À, khi mình tách một hỗn hợp bao gồm nó nhiều hợp chất thì lúc này chúng ta chạy dạ người ra đi ăn. Dạ, cảm ơn em ha, bị duyên đúng không em? Dạ. À, cảm ơn em, nắm ba khá tốt ha, dễ hiểu ha. Rồi, tiếp nha, cô đi tiếp ha. Vậy thì ở đây là người ta chạy gradient như bạn chuyên trả lời thì đầy đủ rồi, cô không nói nữa ha, nhưng mà cô nói về cách để mình chạy. Khi mà em tiến hành em tách nhiều hợp chất á thì lúc này người ta sẽ thường người ta sẽ chuyển sang chạy gradient là chính ha. Nguyên nhân vì sao thì lúc nãy cô đã nói rồi. Vậy thì cái cách chạy như sau là ban đầu người ta sẽ, tất nhiên khi mình chạy á thì nó sẽ có một cái quy trình phân tích. Và cái quy trình phân tích đó, người ta đã tối ưu cái quy trình đó và có một cái điều kiện sắc ký rồi. Vậy đầu tiên các em sẽ cân bằng cột sắc ký bằng chính cái dung môi mà chúng ta chạy, bằng chính cái quy trình phân tích mà chúng ta chạy. Đó chính là cái thành phần pha động á. Nếu các em chạy đẳng dòng thì em cân bằng cái cột sắc ký với chương trình đẳng dòng. Nếu em chạy gradient thì em cân bằng cái cột sắc ký với chương trình gradient. Khi mà đường nền của chúng ta nó được một cái đường thẳng, thì trên này nó ổn định, thì lúc này em bắt đầu em tiêm mẫu vào trong cột sắc ký. Thì tiến hành nữa là người nó sẽ chạy theo là chương trình rửa giải gradient theo như yêu cầu các em đã cài đặt. Thì ở đây em sẽ thấy thành phần dung môi hữu cơ nó sẽ tăng dần. Nhìn nha, nhìn giúp cô xíu nha, để ý con chuột cô nha. Trục này là tín hiệu, trục Y của chúng ta là tín hiệu, và trong sắc ký đó chính là diện tích hoặc chiều cao. Còn trục X của chúng ta đó chính là thời gian, là phút. Khi chúng ta tiến hành, chúng ta chạy gradient thì trục Y này đó chính là thành phần dung môi hữu cơ. Cô ví dụ chỗ này là dung môi hữu cơ là mê đi, 20%, phút chỗ này là phút số 0, cho đến phút số 2, phút số 5 đi, mê vẫn 20%. Từ phút số 5 đến phút số 15, cô tăng lên, mê từ 20% lên 50%. Thì em để ý, từ cái điểm 20% lên 50% em dựa vào cái sắc ký đồ này thì nó tách bao nhiêu hợp chất? Từ 20% lên 50% nó tách bao nhiêu hợp chất em? Mấy hợp chất? Nè em để ý nè, từ chỗ này là 20%, từ phút số 0 đến phút số 5 thì nó tách mấy hợp chất? 5 hợp chất, nhưng mà chỗ này là 1 hợp chất. Em dễ hiểu ha. Rồi tiếp tục mình tăng nè, thành phần dung môi hữu cơ tăng lên nè. Từ 20% đi chẳng hạn, cho tới 50% nó tách được 5 hợp chất. Tiếp tục, từ 50% cho đến 100% đi thì nó tách được 1 hợp chất, và chúng ta giữ lại khoảng 1 đến 2 phút gì đó. Sau đó chúng ta đưa về tỷ lệ ban đầu, tức là chúng ta cân bằng cột thêm một lần nữa để chúng ta chạy ra cái mũi tiếp theo.
đó chính là cái kiểu người ta chạy gradient. Và đây chính là một cái chương trình chạy gradient, cô ví dụ cho em dễ hình dung ha. Chạy gradient thì nó xem một cái trục nữa, đó chính là cái trục thời gian. Ví dụ ở đây nó sẽ chạy gồm có hai cái kênh, kênh A và kênh B. Kênh A của nó đó chính là pH của nó là bằng 3. Kênh B của nó là acetonitrin. Em để ý ha, thành phần dung môi hữu cơ chúng ta tăng dần nè. Ban đầu tại phút số 0 đến phút số 4 thì là A và B của chúng ta là theo tỷ lệ 50-50. Từ phút số 4 đến phút số 5, thành phần dung môi hữu cơ tăng lên 100%. Và từ 5 đến 9 cô giữ 4 phút là 100%. Rồi sau đó cô quay về tỷ lệ ban đầu. Ban đầu mình tỷ lệ bao nhiêu thì mình quay về tỷ lệ bấy nhiêu, để chúng ta cân bằng cái cột sắc ký, để chúng ta tiêm cho những cái mũi tiếp theo. Đây chính là kiểu rửa giải gradient ha. Vậy thì ưu và nhược điểm của chế độ chạy đẳng dòng hay còn gọi là aerobic. Ưu điểm của nó có nghĩa là thành phần pha động của nó, nó cũng chạy có thể là hỗn hợp của hai thành phần kênh A và kênh B, nhưng mà nó trộn lại với nhau theo một tỷ lệ nên thành phần pha động của nó chính xác. Thứ hai nữa, cái đường nền á, khi chúng ta cho cái thành phần pha động vào trong cái cột sắt ký để chúng ta cân bằng cột thì đường nền của nó sẽ ổn định hơn so với chạy gradient. Bởi vì đẳng dòng nó có một dòng nó đi liên tục như vậy nên nó sẽ ổn định hơn so với gradient, thành phần pha động của nó thay đổi theo thời gian, được chưa? Nhược điểm của nó thì em cũng biết rồi ha, cái ví dụ cô đưa ra thì em được biết rồi. Khả năng tách của nó kém, đặc biệt là chúng ta tách những cái mẫu phức tạp hỗn hợp của nhiều hợp chất thì lúc này mình không sử dụng chạy theo kiểu đẳng dòng được, mà lúc này đa phần người ta chạy gradient. Vậy thì ưu điểm của gradient thì cái khả năng tách của nó sẽ tốt hơn. Ở nhược điểm các em tự đọc ha. Rồi cô sang một cái bộ phận nữa, đó chính là bộ phận tim mẫu. Mình sẽ có hai cái bộ phận tim mẫu, đó chính là tim mẫu thủ công hay còn gọi là tim tay, và tim thứ hai đó chính là autoassembler. Và thường bây giờ người ta sẽ sử dụng đó chính là autoassembler. Thường tất cả dung môi hóa chất bao gồm dung dịch chuẩn, dung dịch thử, trước khi chúng ta đem vào trong cái máy sắc ký thì tất cả những cái này đều phải lọc qua màng lọc 0.45 micromet để loại bỏ những cái cặn, tránh tình trạng là nó nghẹt cái đường ống thứ nhất, thứ hai nó nghẹt cái cột sắc ký. Em lưu ý, sau khi chúng ta pha xong cái mẫu, chúng ta xử lý mẫu, chúng ta pha xong, sau đó các em lọc mẫu và em cho vào cái phao là cái bình này. Và trên và sau đó nếu như chúng ta dùng cái hệ thống gọi là tim mẫu tự động thì cái máy của chúng ta nó sẽ có cái khay, người ta gọi là khay mẫu, gồm là 100 vị trí phao, người ta đếm từ này đi xuống là 10, từ trái qua phải là 10, nhân lên là 100. Được chưa nè? Mình bỏ, ví dụ như em pha xong cái dung dịch chuẩn, em bỏ ở vị trí số 1 thì em khai báo trên phần mềm là tôi bỏ cái chuẩn ở vị trí số 1. Hoặc như thử, em bỏ ở vị trí số 2 thì em khai báo em bỏ ở vị trí số 2, để khi mà tiến hành tiêm mẫu thì nó tự động nó lấy cái phao ở vị trí nào. Em lưu ý ha. Và cái phao này ở phía trên của cái phao nó sẽ có một cái đệm cao su, để khi mà cái kim này nó chọc xuống dưới này, nó lấy cái thể tích tim là thường là khoảng 10 cho đến 20 microlit, và cao nhất là 50 microlit thôi. Nó lấy một cái thể tích rất là nhỏ để nó tiêm vào trong cái cột sắc ký. Mai chứ không phải là mi nha em, microlit. Em lưu ý. Rồi cô xem một cái bộ phận nữa, đó chính là cái cột bảo vệ. Vậy thì vai trò của cột bảo vệ là dùng để làm gì em? Cột bảo vệ ngăn không cho cái chất bẩn nó đi vào trong cái cột sắc ký. Vậy thì tính chất của cái cột bảo vệ nó giống hay nó khác so với cái cột phân tích em?
Cột bảo vệ nó như thế nào so với cột phân tích về tính chất hóa học? Ví dụ như cột phân tích của mình cá tính phân cực thì cột bảo vệ cá tính gì em? Ví dụ như cột thì nó tính phân cực, và nó để cùng bản chất hay là nó khác bản chất? Nó cùng bản chất với nhau. Nếu cột phân tích của các em, cột sắt ký của các em phân cực thì cái vật liệu người ta dùng để cái cột bảo vệ đó nó phải có tính phân cực. Hoặc là cột sắt ký của em không phân cực thì cái cột bảo vệ đó tính chất của nó phải là không phân cực. Mục đích của nó là dùng để lọc thôi. Mà lọc ở đây là lọc những cái cặn á, chứ không phải là lọc những cái hợp chất phân cực hay là không phân cực. Em phân biệt nha. Nên nó phải cùng bản chất với nhau. Vậy thì chiều dài của cột sắt ký nó như thế nào so với cột bảo vệ? Dài hơn. À, Thùy Trang nó còn tỉnh. Cô hỏi là cái cột phân tích như thế nào so với cột bảo vệ, chứ cô không hỏi cột bảo vệ như thế nào so với cột phân tích. Được chưa? À, em nhìn rồi. Rồi, tiếp tục nha em. Thùy Trang ha. À, theo cô tiếp tục ha. Vậy thì lưu ý cho cô cái cột bảo vệ của chúng ta, mục đích của nó là để ngăn cái chất bẩn nó không vào trong cái cột sắt ký, nhằm mục đích là kéo dài tuổi thọ của cột sắt ký của chúng ta. Vậy thường cái cột sắt ký nó sẽ mắc hơn gấp mấy lần so với cái cột bảo vệ. À, và lưu ý cho cô cái cột bảo vệ nó ngắn hơn so với cái cột phân tích của chúng ta, được không? Và tại sao nó ngắn hơn, nó không phải dài hơn? Tại sao nó không dài hơn mà nó phải ngắn hơn so với cột bên kia? Chúng ta có biểu thức là gì? À, Uyên ha, nếu dài hơn thì n nó tăng, số điện lý thuyết nó tăng, dẫn đến gì tăng? Thời gian lưu sao em? À, cái thời gian lưu, cái tơ error của chúng ta nó sẽ thay đổi. Minh Huyền ha, Trần Minh Huyền, Trần Minh Huyền có học bù không Huyền ơi? Rồi cô đã thấy. Rồi tiếp nha. Tiếp. Nên lại và kích thước hạt sao em? Kích thước hạt cột bảo vệ so với cột phân tích. Nhỏ hay lớn hơn? Nhỏ hơn. Thì mình chúng ta cùng phân tích nè, để chúng ta hiểu bài nè. Nếu mà nó nhỏ hơn cái cột sắt ký của chúng ta, áp suất qua bên đó nhiều hay ít? Cái áp suất của em, cái áp suất mà để cái pha động nó đi qua pha tĩnh đó, cao hay thấp? Hạt nhỏ nha em, hạt của cột bảo vệ nhỏ hơn. À, áp suất nó cao, được chưa? Áp suất nó sẽ cao, nên kích thước hạt nó như thế nào so với cột sắt ký? Nhỏ hay lớn? Cho cô câu cuối cùng để tránh tình trạng là áp suất quá lớn vượt qua 430 máy nó tắt. À, nó phải lớn hơn so với cột phân tích, được chưa? À, vậy các em ghi tiếp nốt lại nha. Thứ nhất nè, về cái cột bảo vệ của chúng ta á, cô nhắc lại nha. Thứ nhất là chiều xét về chiều dài á, thì nó ngắn hơn so với cột sắt ký. Còn xét về chất liệu á, thì cột sắt nó cùng bản chất với cột sắt ký. Và kích thước hạt á, nó sẽ lớn hơn so với cột sắt ký. Nhiệm vụ của nó duy nhất là dùng để làm gì thôi? Ngăn không có chất bẩn hay còn gọi là tạp chất á, đi vào trong cột sắt ký. À, chưa, ngăn ở đây có nghĩa chất bẩn, ở đây có nghĩa là tạp còn tồn lại. Tạp ở đây không phải là nó ngăn những hợp chất phân cực hay không phân cực vào. Em lưu ý nhiệm vụ là ngăn chất bẩn hay là những cái cặn á, em lưu ý nha. Rồi cô sang đó chính là cái cột sắt ký. Cột sắt ký nhiệm vụ của nó là dùng để làm gì em? Cột sắt ký nhiệm vụ là dùng để làm gì? À, thực hiện quá trình phân tách, đó chính là nhiệm vụ cột sắt ký. À, ví dụ như
Vậy thì ở đây cô sẽ giới thiệu cái cột xác ký cho mình rõ nha. Em nhìn thấy chỗ này nè, thấy cái cột này không? Đó, đây chính là cột bảo vệ, chiều dài nó như thế này nè. Mai mốt mình đi làm mình sẽ gặp. Còn thường cái cột xác ký của chúng ta là này nè. Cô giới thiệu về cột cho mình xíu nha. Sau khi mà các em chạy xong mẫu thử của chúng ta, rồi chúng ta rửa cột. Thường người ta sẽ rửa cột với methanol và nước. Sau đó người ta sẽ bảo quản cột. Thường người ta nếu mà thường bảo quản cột là tốt nhất đó, đó chính là acetone, nitin và nước. Được chưa? À, và người ta bảo quản cột theo tỷ lệ 60-40. Và thường đó chính là theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Acetone với nước, acetone nitin đó nha, với nước theo tỷ lệ 60% và 40%. Rồi sau đó các em sẽ cất cái cột này vào trong cái hộp. Trước khi cất thì chúng ta lấy hai cái nút màu đỏ này nè, chúng ta vặn lại để tránh bụi bẩn bên ngoài nó đi vào trong cái cột sắt ký của chúng ta, nó gây nghẹt cái cột. Về cấu tạo chung của cột sắt ký á, bên ngoài nó được cấu tạo bởi bằng thép không rỉ. Bên trong của nó, bên trong của cột sắt ký á, người ta nhồi vào bên trong cột sắt ký này, đó chính là những cái hạt silica cell, có thể người ta ăn kinh hóa nó. Và trên bề mặt của cái hạt silica cell này nè, người ta tẩm lên cái hạt ở phía trong, để con chuột cô chỉ nha, cái trong này nè, người ta gọi là cái chất mang. Chất mang hay gọi là cái giá đỡ. Bên ngoài của cái chất mang đó, bên ngoài của chất mang đó, người ta tẩm lên một cái chất lỏng. À, nên người ta gọi là pha lỏng. Bên ngoài của chất mang người ta tẩm lên một cái chất lỏng. Sau đó người ta nhồi những cái hạt này vào trong cái cột sắt ký. À, các em lưu ý ha. Và cô sang một cái bộ phận nữa, đó chính là em vai bên nhóm phụ. Em nhóm phụ còn ít bạn lắm, em vai nhóm phụ nha mấy bạn. Ơi nhóm chính cho cô nhầm. À, nhóm mấy bạn nhóm phụ này em vai bên nhóm chính nha em. Rồi cô sang nữa, đó chính là đầu dò. Vậy thì đầu dò nhiệm vụ của nó là dùng để làm gì em? Dùng để ghi nhận tín hiệu, đúng nè. Và yêu cầu của mấy đầu dò của chúng ta nó sẽ bao gồm là ba cái yêu cầu là chính. Thứ nhất đó chính là cái khoảng tiến tính của nồng độ và tín hiệu nó phải rộng. Tại sao người ta phải yêu cầu cái đầu dò đó có khoảng tiến tính và nồng độ nó phải rộng? À, để chúng ta xác định nồng độ chính xác. Có thể đối tượng mẫu của chúng ta nó nằm ở nồng độ thấp, hoặc đối tượng mẫu của các em nó nằm ở nồng độ cao, miễn sao nó nằm trong cái khoảng tiến tính mà đầu dò nó đọc được. Được chưa nè, cảm ơn Tú Uyên ha. Có độ nhạy cao với chất phân tích có nghĩa rằng à, ở cái nồng độ thấp nó vẫn xác định được, đó chính là độ nhạy thấp. Thứ ba nữa đó chính là nó phải hoạt động ổn định, bền. À, có nghĩa là độ nhiễu của nó phải nhỏ. Bởi vì chúng ta xác định LOD, LOQ, chúng ta dựa theo tỷ lệ signal, cái này tín hiệu chia cho độ nhiễu, hoặc em hay nghe đó chính là độ rip, độ trôi á. Được chưa nè, nên yêu cầu độ nhiễu của nó phải nhỏ. À, em nắm và hiểu ba cái vấn đề này giúp cô. Khoảng tiến tính giữa nồng độ và tín hiệu rộng, có độ nhạy cao với chất phân tích, phải ổn định và bền ha. Và đầu dò nó phải thỏa mãn điều kiện S nó sẽ bằng K nhân với C. K ở đây tùy thuộc vào mỗi loại đầu dò mà cái giá trị K này nó sẽ khác nhau. S ở đây là tín hiệu. Và trong phương pháp sắc ký của chúng ta, tín hiệu ở đây người ta đo ở đây là diện tích hoặc là chiều cao. Vậy thì em thấy C và S nó có mối quan hệ gì em? Giữa C và S, à, C tăng thì tín hiệu chúng ta tăng, và tăng theo một cách tiến tính với nhau. Được chưa nè? Giỏng ha. À, cảm ơn em ha. Rồi cô, chúng ta sang một cái đầu dò nữa, đó chính là đầu dò UV-Vis. Đúng nè.
Vậy thì mình quay về phương pháp đo quang mình một xíu. Hợp chất trong vùng UV vis, người ta gọi là vùng gì hả? Đầu dò UV vis. Mình quay về bài một xíu ha. Đó người ta gọi là tử ngoại khả kiến. À, vậy thì những hợp chất tử ngoại khả kiến, vậy thì khi nào em dùng, em đo trong vùng tử ngoại khả kiến là hợp chất đó nó như thế nào? Không no, Hấp thu trong vùng UV nó có tính hấp thụ hay hấp thu trong vùng UV vis, thì lúc này các em sẽ dùng phương pháp phân phổ UV vis. Thế nè, thì cái đầu dò UV vis của em nó cũng tương tự như vậy, chỉ phân tích được những hợp chất mà nó có tính hấp thụ trong cái vùng UV vis thôi, được chưa nè, nên mình nắm nha. Và ở đây nó sẽ có cái loại đầu dò đo ở bước sóng nhất định. Vậy thì giờ câu hỏi này, hôm trước là mình đã học phương pháp đo quang rồi, mình biết là mỗi hợp chất của mình nó có cái gì đặc trưng em? Mỗi hợp chất của mình nó có cái gì đặc trưng, em còn nhớ không? À, có cái bước sóng hấp thu cực đại. À, Mỹ Tiên ha, Mỹ Tiên cô hay cộng dồn đó nha, Mỹ Tiên có học bù không em? Bước sóng hấp thu cực đại hiện tại Tiên chưa thấy. Dạ em học bù ạ. À rồi ha, hình như cô tìm cô không thấy em, rồi mình đi tiếp nha. Vậy thì ở đây mình sẽ có cái đầu dò nó đo ở một cái bước sóng nhất định. Ở đây người ta sử dụng cái nguồn sáng, ở đây là cái đèn thị ngân và đèn Wolfram cùng với một cái kính lọc để chúng ta chọn được bước sóng như là 254 nanomet, 280 nanomet, bất cứ cái hợp chất nào người ta cũng chọn ra một cái bước sóng 254, 280. Vậy thì nó có chính chọn lọc không em? Bất cứ hợp chất nào nó đều chọn ra, ví dụ như hợp chất nào nó cũng nhận được 254, có tính chọn lọc không? Có à? Có không? Không, không có tính chọn lọc. Mỗi hợp chất như cô đã nói, nó có một cái bước sóng hấp thu cực đại. Cô ví dụ, nó hấp thu ở bước sóng 320 nanomet. Nhưng mà cái đầu dò này nó chỉ đo ở một bước sóng là 254 nanomet thôi. Vậy tín hiệu nó nhận được có chính xác không? Có chính xác không em? Không. Được chưa nè? Nên cái đầu dò này bây giờ người ta ít sử dụng lắm em. Đi đầu dò này nó kém nhạy. À, mình học rồi mình biết mỗi hợp chất nó có một cái bước sóng hấp thu cực đại. À, bất cứ hợp chất nào nó cũng đo ở bước sóng như thế này thì nó sẽ độ nhạy của nó sẽ kém đi. Em lưu ý ha. Rồi cô sang một cái đầu dò nữa, đó chính là đầu dò UV vis. Như cô đã nói, đầu dò UV vis là dành cho những cái hợp chất mà nó hấp thu hay còn gọi là hấp thụ trong cái vùng UV vis. Vậy thì nó dùng cái đèn gì luôn em? Đầu dò UV vis. Vậy thì nó dùng cái đèn gì? Cái đèn dùng trong vùng UV và cái đèn dùng ở trong cái vùng vis. Và cái ví dụ và cái đèn dùng trong vùng UV và đèn vis nó phát ra một dải bước sóng liên tục từ 200 đến 800 nanomet. Vậy thì ánh sáng chỗ đó là ánh sáng đơn hay đa em? Ánh sáng chỗ đó là đơn hay đa? À, đa sắc. À, vậy thì mỗi hợp chất nó có một bước sóng hấp thu cực đại. Vậy thì bên này là ánh sáng gì? Cái gì mà chiếu đến mẫu? Đơn hay đa? Chiếu đến mẫu đơn sắc. Vậy nằm giữa đó là bộ phận gì tạo ánh sáng đa sắc thành đơn sắc? Đó chính là hệ tán sắc. Và ở đây người ta thường sử dụng ba cái kính nào em? Lăng kính nè, cách tử nè, kính lọc nè, và thường người ta sử dụng nhất đó chính là cách tử. Vậy nè,
Và sau đó ở phía sau nữa là cái đầu giò. À, được ha. Vậy ở đây người ta dùng cái đầu giò UV của chúng ta. Thứ nhất đó chính là ở đây người ta sẽ dùng cái đèn nha em. Đèn này là đèn dùng ở trong vùng UV và đèn dùng ở trong vùng vis. Và ánh sáng chỗ này là ánh sáng đa sắc. Nên lúc này nó sẽ nhờ một cái cách tử chuyển đa sắc thành đơn sắc. Được chưa nè? Sau đó nó chiếu vô trong cái mẫu của chúng ta. Thường chỗ này là một cái cuvette, nhưng đối với phương pháp UV vis của chúng ta thì nó gọi là tế bào, hoặc người ta gọi là đó chính là photocell. Được nè. Vậy thì ở đây sau khi cái chất phân tích của chúng ta nó qua cái cột sắt ký và nó nhờ cái pha động kéo đi vô, thì chỗ này là đường in, là đi vào, nó đi theo cái đường như thế này và này là đi ra. Được chưa? Và thường cái photocell này người ta cấu tạo, người ta làm bởi tùy thuộc vào cái đèn sử dụng. Nếu hợp chất dùng ở trong cái đèn vùng gọi là vùng tử ngoại thì cái photocell này làm bằng gì em? Nếu là vùng tử ngoại thì cái photocell đó là thạch anh, còn vùng vis là gì? Vùng vis thì có thể là gì? Vùng vis xem nhựa, nhựa người ta ít sử dụng lắm em, người ta sẽ sử dụng thủy tinh hoặc là thạch anh. Được chưa? Nắm bài nhé. À, đi tiếp. Và đôi khi mà mình dùng cái đầu dò UV vis á thì yêu cầu cái đầu dò UV vis này nó phải tuân theo định luật Lambert-Beer. À, nó phải tuân theo cái định luật Lambert-Beer. Nó phải có sự tuyến tính giữa cái nồng độ và tín hiệu thu được. À. Rồi cô sang một cái đầu dò nữa. Đầu dò này là đầu dò PDA hay còn gọi là đầu dò diode quang. Ở đây nó cũng dùng một cái nguồn đèn là một cái nguồn sáng. Và nguồn sáng ở này là nguồn sáng dùng cho cái vùng UV vis. Nó vẫn dùng cái đèn dùng trong vùng UV và cái đèn dùng ở trong cái vùng vis. Và ở đèn như cô đã nói, chỗ này nó sẽ phát ra một dải bước sóng liên tục từ 200 cho đến 800. Sau đó nó chiếu vào cái photocell. Mẫu của chúng ta sau khi tách và cột sắt ký rồi nó đi vào cái photocell này. Đường này là đường in ha, đi vào và theo đường zigzag đến chiếu qua nè, và nó đi ra, quay nghĩa thải ra ngoài, nó đi ra. À, và lúc này chỗ cái photocell này ánh sáng nó nhận được là đơn hay đa em? Chỗ cái photocell này nè, nó nhận được là đơn hay đa, nhìn cho kỹ nha. Ví dụ như cô phân tích một hỗn hợp gồm 3 hợp chất thì chỗ cái photocell này nè, cô đo được mấy hợp chất ánh sáng nó chiếu tới? À, là đa, là gồm 3 cái hợp chất. Mình hình dung nha. Vậy thì ở phía sau của cái photocell nó có một cái hệ cách tử. À, và ở dưới cái cách tử đó là 1024 cái diode quang. Tương ứng với mỗi cái hợp chất nó sẽ có một cái bước sóng và đầu dò nó sẽ ghi nhận lại. Ví dụ như ở trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy 3 cái hợp chất nên nó sẽ có 3 cái bước sóng lambda 1, lambda 2, lambda 3. Và nó sẽ quét lại 3 cái hợp chất này. Được chưa? Nếu mà cô so với đầu dò UV vis, đầu dò PDA mỗi lần chúng ta đo một hợp chất hay nhiều hợp chất? À, chúng ta sẽ đo nhiều hợp chất với nhau. À, nó đa dạng hơn. Còn đầu dò UV vis á, UV vis nha em, mỗi lần các em đo chỉ là mấy thôi, một thôi, bởi vì ánh sáng đơn sắc chiếu vào nó. Điểm giống nhau về cấu tạo của hai đầu dò này là gì? Điểm giống nhau em, nguồn sáng, đều sử dụng cái đèn là đèn dùng trong vùng UV vis. Được nè. Nhưng vậy thì nó giống nhau một điều nữa. À, nó giống nhau về đối tượng mẫu, là hợp chất nó phải có tính hấp thụ như thế nào em? Hấp thụ nhưng mà hấp thụ trong vùng huỳnh, trong vùng UV vis. Được chưa? Rồi, cảm ơn các em.
Vậy thì mình nắm nha, mình nắm về sơ đồ cấu tạo của nó, điểm giống và khác nhau của hai cái đầu dò này là gì? Và đầu dò BDE của chúng ta á, nó khác so với UV vít nữa, đó chính là cái vùng làm việc của nó rộng và nó sẽ có tính ba chiều. Điều đầu tiên đó chính là giá trị tín hiệu nó đo được, tín hiệu nó đo được, và trục nữa đó chính là thời gian và trục nữa đó chính là bước sóng. Và nhìn vào không gian ba chiều này, người ta biết được hợp chất, cái hợp chất của chúng ta, và hạn chế cho việc cái hiện tượng là chèn lấn và trùng sóng hấp thụ với nhau. Và dựa vào đây, người ta cũng thử độ tinh khiết của nó. Và cô sang một cái đầu dò nữa, đó chính là cái đầu dò Huỳnh Quang. Mình còn nhớ hôm trước mình đã học một cái phương pháp gọi là phương pháp Huỳnh Quang. Ở đây, khi nào chúng ta dùng phương pháp Huỳnh Quang? Khi nào? Hợp chất nó, công thức cấu tạo của nó phải sao em? Công thức cấu tạo của nó phải sao? Đơn bội. Cấu trúc của nó có liên kết gì? Có vòng gì em? Liên kết pi, có vòng thơm, đúng nè, phẳng, đối xứng, cứng, được chưa nè. Và khi em dùng phương pháp Huỳnh Quang, chúng ta có mấy quá trình? Chúng ta có mấy quá trình? Hai quá trình. Đó là quá trình gì? Hấp thu và phát xạ. Dẫn đến chúng ta có mấy bước sóng? Hai bước sóng. Đó chính là bước sóng kích thích và bước sóng phát xạ. Bước sóng kích thích như thế nào so với bước sóng phát xạ? Kích thích nhỏ hơn so với phát xạ. Vậy thì bước sóng là dùng để định tính hay định lượng? Bước sóng kích thích và bước sóng phát xạ là chúng ta dùng để định tính. Còn để định lượng thì chúng ta dựa vào thông số là gì hả? IF gọi là gì? Không, không, không. IF gọi là gì ta? Cường thiếu thiếu. Cường độ gì em? Kiều Anh. Cường độ phát quang tương đối. Cường độ phát quang tương đối đó chính là IF. Được chưa nè? Rồi, cảm ơn các em nha. Học bài khá tốt. Vậy thì hỏi tiếp nè. Hỏi tiếp nha. Phương pháp Huỳnh Quang của chúng ta có dùng để phân tích những hợp chất có nồng độ cao hay không? Nồng độ cao nha anh em. Không. Vì sao à? Vì sao à? À, nó sẽ mỹ tiêm ha. Mỹ tiêm như học bù đúng không em? Xíu học bù đúng không em? Nó tự hấp thu và tách Huỳnh Quang. Xíu là nhớ nhắc cô nha, mỹ tiêm. Nó sẽ xảy ra hiện tượng tự hấp thu và tách Huỳnh Quang. Nhưng chúng ta không đo mẫu ở cái nồng độ cao, mà chúng ta chỉ đo mẫu ở nồng độ gì ta? Thấp. Nồng độ càng thấp dẫn đến phương pháp của em nó như thế nào? Nhạy càng cao, được chưa? Vậy thì nếu mà mình đi so với UV vis, phương pháp UV vis hay đầu dò UV vis, thì phương pháp nào, đầu dò nào có độ nhạy cao hơn? À, Huỳnh Quang nó sẽ có nhạy cao hơn. Dễ hiểu ha, em nắm được cái gốc rồi, phần này mình đi qua rất dễ, được chưa? Vậy thì mình đã hiểu bài, cô không nói nữa nha. Đầu dò Huỳnh Quang có độ nhạy cao hơn, được chọn lọc cao hơn, cô không nói nữa ha. Rồi cô đi tiếp. Đầu dò chỉ số khúc xạ thì nguyên tắc của cái đầu dò này là nó sẽ đo giữa cái chỉ số khúc xạ giữa pha động, và pha động nó mang theo chất phân tích sau khi nó qua cái cột xạ ký. Và cái đầu dò khúc xạ này em, hay người ta gọi là khúc xạ cớ, thì nó phụ thuộc vào thứ nhất là nhiệt độ, thứ hai là áp suất, thứ ba là sự thay đổi của thành phần pha động. Chính vì những lý do như vậy nên là cái đầu dò khúc xạ là một trong những đầu dò mà không dùng để chạy gradient. Và thường cái đầu dò này người ta, bởi vì đo là đo chỉ số khúc xạ nên thường người ta sẽ đo ở những cái phân tử đường thôi,
Đầu giò chỉ khâu khúc xạ là dùng cho phân tích hợp chất đường là chính, được chưa? Coi như là các bộ phận của máy sắt ký cô đã hoàn tất xong cho các em. Thứ nhất đó chính là các bộ phận của máy sắt ký bao gồm là gì em? Thứ nhất là pha động, tới gì nữa hả? Pha động, tới khử khử khí. Cô đọc của cơ thể các em cùng học bài nha. Pha động nè, tới khử khí nè, tới bơm nè, tới bộ bộ trộn nè, tới tim tim mẫu nè, tới tắt, thực hiện quá trình tắt, cột nè, ghi nhận tín hiệu, đầu dò và đầu dò ghi nhận bộ phận, ghi nhận ví dụ máy tính và thải ra ngoài, được chưa? Nắm các bộ phận, vai trò của từng các bộ phận là gì, được chưa? Rồi cô sang một cái phần nữa, đó chính là các kiểu sắt ký. Mình sẽ có bốn cái cơ chế. Thứ nhất đó chính là sắt ký phân bố hấp phụ trao đổi ion và sắt ký loại cỡ, hay còn gọi là ray phân tử. Và bốn cái loại này thì em phải nhớ giúp cô phân biệt. Đầu tiên mình sử dụng đó chính là sắt ký hấp phụ. Vậy thì ở đây cô có một cái hình. Ở đây hình bên trái là ăn một cái miếng bánh tiêu thụ vào trong cơ thể mình. Hình B của chúng ta làm giống như một cái bánh kem và chúng ta ụp lên mặt của mình. Vậy thì hình A là hấp thụ hay hấp phụ? Hình A là gì? Hình B là gì? A là thụ, còn B là gì em? B B. B là thụ. Phụ. Phụ có nghĩa là hấp trên cái bề mặt. Còn thụ có nghĩa là đi vào bên trong lòng dung dịch. Không được nhầm lẫn nha em. Rồi. Hình B của chúng ta người ta gọi đó chính là hấp phụ, có nghĩa là ở phía trên bề mặt. Được chưa? Còn thụ có nghĩa là đi vào bên trong lòng dung dịch, giống như phương pháp mà chúng ta đã được học, đó chính là phương pháp van phổ hấp thụ UV-Vis. Và ở đây sắt ký hấp phụ có nghĩa là một cái quá trình, nó trong sắt ký của chúng ta nó sẽ có hai pha. Pha gì em? Nắm cái này. Trong sắt ký chúng ta có hai pha. Pha gì hả? Pha tĩnh và pha động. Tĩnh có nhiệm vụ làm gì em? Tĩnh. Tĩnh nhiệm vụ của nó làm gì à? Giữ cái chất phân tích lại và nó thực hiện quá trình phân tách, được chưa? Tiếp tục nha em, tiếp tục. Phát động có nhiệm vụ động kéo cái chất phân tích của chúng ta ra, đồng ý ha? Nắm cho cô, tiếp tục. Hoặc người ta thực hiện quá trình đó chính là quá trình rửa giải. Đó, giống như bạn Thị Thiên trả lời ha. Thôi ghi nhận Thị Thiên ha. Học bù không em? Bạn nào mà cô gọi tên á mà mình có học bù thì nói cô liền nha, khỏi nó công cô tìm. Rồi Thị Thiên chẳng. Nó thực hiện quá trình đó chính là kéo cái chất phân tích của chúng ta ra, và nó thực hiện quá trình rửa giải. Bạn ghi sai lỗi chính tả nhưng cô biết bạn hiểu. Và ở đây là mình sẽ có hai cái pha khi nào chúng ta dùng sắt ký hấp phụ. Pha tĩnh của chúng ta nó ở trạng thái đó chính là rắn. Và ở đây một cái đường như thế này nha em. Đó. Và trên bề mặt của nó đây nha em, trên bề mặt của nó có khả năng hấp phụ. Còn pha động của nó có thể nó ở dạng lỏng hoặc nó ở dạng khí. Em lưu ý. Ví dụ như em hình dung nha. Ví dụ như ở đây đây chính là pha tĩnh của nó. Ví dụ như là ở dạng rắn đó chính là silica cell SiO2 có nhóm OH. Và cái tâm của nó đó chính là nó có nhóm OH này. Và nó có khả năng hấp phụ với cái hợp chất H ở đây, ví dụ là OH đi thì ví dụ nó hấp
nó hấp thụ những cái hợp chất có CN, có nitơ đi chẳng hạn, nó hình thành liên kết hydrogen. Được chưa? Ở bên tâm của nó khả năng hấp thụ. Chúng ta cho cái chất phân tích vào. Và nó sẽ hấp thụ cái chất phân tích trên bề mặt của nó. Sau đó chúng ta nhờ cái pha động chúng ta kéo cái chất phân tích của chúng ta ra. Một phương pháp mà các em đã được học, pha tĩnh của nó ở cái dạng rắn và nó là một cái miếng bạc mỏng, người ta trải lên đó sẽ chính là silica gel SiO2 OH trên bề mặt của nó. À, chất phân tích của em chấm lên, đó chính là quá trình gì đó em? Chất phân tích em chấm lên cái tờ bạc mỏng đó thì đó là quá trình gì đó? Hấp phụ hay rửa giải? Em chấm nó lên, em chấm nó lên gọi là gì? Hấp phụ đó nè. Sau đó em nhờ cái pha động em kéo cái chất phân tích nhỏ ra, đó chính là giải gì? Không, mình được gọi cho đúng, ta hấp vô thì có giải gì, mình gọi cho nó đúng xíu, giải hấp. Em nắm vấn đề chưa? Phương pháp chúng ta đã học vậy thì cơ chế chính trong phương pháp sắc ký lớp mỏng là gì? À, hấp phụ chứ mà giải hấp, hấp thụ nha em. À, bữa nào ghi cho đáp án ha, A hấp phụ, B giải hấp ha. Rồi, cảm ơn em ha, thắng bài nha. Vậy thì các em lưu ý nha, vậy thì sắc ký hấp phụ của chúng ta phải tĩnh luôn luôn ở trạng thái rắn, với yêu cầu là bề mặt của nó phải có những cái tâm mà nó có tính hấp phụ. Pha động của mình nó có thể là chất lỏng hoặc là chất khí. Pha tĩnh của chúng ta ở đây có thể là silica hoặc là silica gel em, như moxit người ta gọi là alumia. Silica thì các em lưu ý trên bề mặt của nó có nhóm silanol, có nghĩa là nhóm OH á, ở dạng tự do, và pH ổn định của nó là từ 2 cho đến 8 thôi nha em. Còn aluminium á thì ổn định hơn một xíu là từ 2 cho đến 12. Các em lưu ý. Ứng dụng của cái kỹ thuật sắc ký hấp phụ á là dùng để nó có thế mạnh trong việc tách chất đồng phân vị trí. Các em lưu ý ha, thế mạnh của nó là dùng để tách chất đồng phân vị trí nha em. Và ở đây khi người ta sử dụng cái pha động á, để biết được cái pha động này nó mạnh hay nó yếu á, thì người ta dựa vào đó chính là cái sức rửa giải của nó, đó chính là epsilon. Và epsilon mà càng lớn á, thì sức rửa giải của nó sẽ càng mạnh. Và ở đây ví dụ như cô sử dụng ở đây là pha tĩnh là silica, và thành phần pha động của mình có thể là hexan. Heptan thì nó không có phân cực nên sức rửa giải của nó là không. Sau đến toluen là 0,22 và cuối cùng là methanol là 0,7. Khi chúng ta càng tăng cái epsilon lên, muốn biết được một hợp chất nó rửa giải mạnh hay yếu thì em dựa vào hệ số của nó, đó chính là epsilon. Epsilon mà càng lớn thì các khả năng rửa giải của nó sẽ càng cao. Em lưu ý. Rồi cô chuyển sang một cái sắc ký nữa, đó chính là sắc ký phân bố. Nè, và em đã học một cái đại lượng mà nó liên quan đến sắc ký phân bố, một đại lượng nó liên quan đến chữ phân bố, đó chính là gì? Em còn nhớ không? Một cái đại lượng mà nó liên quan đến phân bố, à, đó chính là K thủy thiên ha, đó chính là cái K, đó chính là hệ số phân bố K, đã biết chưa? Vậy thì là một đại lượng miêu tả tốc độ di chuyển của cái gì em? Hệ số phân bố nó là một đại lượng miêu tả tốc độ di chuyển của chất phân tích qua pha gì? Và phải tỉnh đó nè. Vậy thì chúng ta sẽ có cái biểu thức K bằng gì? K bằng gì? CS chia CM. Đã biết chưa? Vậy thì khi cái chất phân tích của chúng ta nó đi vào trong cái cột sắc ký, nó sẽ phân bố giữa hai pha.
pha động và pha tĩnh. Đúng nè, pha động và pha tĩnh. Nếu như tỷ lệ của hai pha động và pha tĩnh này bằng nhau, suy ra cái peak nó sao em? Nó đối xứng hay nó bất đối xứng? Nào, nó đối xứng với nhau. Bây giờ mình quay về cái vấn đề của mình. Khi cái chất phân tích vào hai pha, pha động và pha tĩnh nó phân bố với nhau, thì hai pha này nó như thế nào? Tĩnh ở trạng thái gì, động ở trạng thái gì để nó phân bố cho nhanh? Tĩnh chúng ta ở trạng thái gì? À, trạng thái lỏng. Và động của chúng ta ở trạng thái gì? Có thể là ở trạng thái rắn à? Rắn đâu có di chuyển được em. Khí hoặc khí à? Khí hoặc khí vẫn là một. Lỏng hoặc khí. Được chưa nè? Lỏng hoặc khí. Vậy thì chúng ta cũng có cái hệ số phân bố. Chúng ta đi so sánh này. Chúng ta bắt đầu đi so này. Nếu như cô dùng sắt ký H phụ, chất phân tích nó đi vào, nó cũng phân bố giữa hai pha, pha động và pha tĩnh. Nếu là H phụ thì quá trình của nó cân bằng cột nó nhanh hay nó chậm em? Và cái hình dạng đích của nó như thế nào? Như nào hả? Nó phải vô, chất phân tích nó đi vào. Đồng ý chưa? Nó đi vào, nó phải, nếu mà hấp phụ nha em, thì nó phải hấp phụ trên bề mặt của cái chất lỏng đó, trên bề mặt của cái pha tĩnh đó. Rồi sau đó nó nhờ cái pha động kéo nó ra. Thì cái chất phân tích của mình nó có phân bố đều của hai pha, nó có đạt ở trạng thái cân bằng nhanh hay chậm? Nếu là sắc ký hấp phụ, nhanh hay chậm em? Chậm. Mà nhiều khi cái đích của chúng ta nó có đối xứng không? Quá trình nó chuyển ra chậm như vậy không? Được chưa? À, mình phân biệt, mình học, mình phải hiểu, hiểu sâu vấn đề. Tiếp tục nha, ở lớp học khá tốt nha. Tiếp tục. Vậy thì sắc ký phân bố để cho cái chất phân tích của mình nó vào, nó phân bố giữa hai pha động và pha tĩnh, thì pha tĩnh nó ở trạng thái gì? Phân bố như nghiêm luôn luôn ở trạng thái gì? Lỏng. Còn pha động của chúng ta có thể nó ở trạng thái gì em? Động. Khí hoặc là gì? Khí hoặc là lỏng. Được chưa? Ý à, sao Trung Kiên nó rắn kia? Có rắn không em? Động nha. Có rắn không? Rắn nó có di chuyển được không em? Tiếp tục. Tiếp ha. Vậy thì sự khác nhau giữa sắc khí phân bố và sắc khí hấp phụ là gì? Sự khác nhau giữa sắc khí phân bố và sắc khí hấp phụ là gì? Là gì ta? Suy nghĩ nha chị Hà. Chưa đúng. Pha giống nhau à? Đăng Quỳnh, nó khác nhau đó chính là pha tĩnh. Pha tĩnh đúng như nè, nếu như sắc ký phân bố, pha tĩnh ở cái gì em? Đăng Quỳnh có học cùng em? Nếu như sắc ký phân bố, pha tĩnh nó ở dạng rắn. Còn hấp phụ, pha tĩnh của chúng ta ở trạng thái gì em? Lỏng, đúng chưa nè? Vậy thì nó giống nhau điều gì? Sắc khí phân bố và sắc khí hấp phụ giống nhau điều gì? À, Hồng My ha, pha động nó giống nhau. Giống nhau pha động sao hà Hồng My? Pha động nó giống nhau sao mà gọi là nó giống nè? Theo em, cô là nó đều là lỏng hoặc là khí. Ừ, nó lỏng hoặc là khí, hình như em học bù à. Dạ, em học sáng thứ tư cô. Rồi, xíu này nhắc cô nha, cô tìm không thấy. Rồi, để nắm nha. Vậy thì em phải phân biệt được cho cô là sự giống và khác nhau của sắc khí phân bố và sắc khí hấp phụ là gì. Tự động làm nha. Rồi, cảm ơn các em.
Vậy thì cô thống nhất lại bài của mình ha. Và sắc ký của chúng ta ở đây, khi các em dùng sắc ký phân bố á, thì pha tĩnh của em á, nó ở trạng thái đó chính là trạng thái lỏng. Lỏng ở đây có nghĩa là phải lỏng như nước nha em. Em hình dung này cho cô xíu nè. Nó là cái này nè em hình dung ha, cái này là cái miếng này nè. Người ta gọi nó chính là cái chất mang. Và trên bề mặt của chất mang này nè, người ta tẩm lên trên bề mặt này, đó chính là cái chất lỏng. À, nên người ta nói là pha tĩnh là nó ở dạng lỏng là như vậy, chứ không phải nó lỏng giống như thành phần pha động nha em. Và khi chúng ta dùng sắc ký phân bố thì pha tĩnh của chúng ta ở trạng thái đó chính là lỏng. À, pha động của chúng ta có thể là lỏng hoặc là khí. Mình nắm nha. Vậy thì trong phương pháp sắc ký lỏng hiệu nâng cao, người ta sẽ có dùng sắc ký, đó chính là sắc ký lỏng. Lỏng có nghĩa là sao ta? Người ta gọi là sắc ký lỏng hiệu nâng cao, người ta gọi là sắc ký lỏng lỏng. Vậy thì pha động và pha tĩnh đều ở trạng thái gì hết em? À, đều ở trạng thái lỏng. Nhưng mà bản chất của nó giống hay khác nhau? Bản chất của pha tĩnh và pha động giống nhau hay khác nhau? Khác nhau, được chưa? Pha động luôn luôn sao với pha tĩnh? Động như thế nào so với tĩnh? Đi qua pha tĩnh rồi sao nữa ta? Nhưng nó hòa tan vào nhau không em? Không hòa tan vào nhau bởi vì nó khác bản chất. Mình nắm bài ha, khá tốt. Tiếp nha em. Tại sao trong phương pháp sắc ký lỏng người ta lại hay sắc ký lỏng hiệu nâng cao nha? Tại sao trong phương pháp sắc ký lỏng hiệu nâng cao người ta hay dùng sắc ký phân bố hơn là sắc ký hấp phụ? Chờ các em nha, chờ các em. Tại sao trong sắc ký lỏng hiệu nâng cao người ta lại sử dụng sắc ký phân bố nhiều hơn so với sắc ký hấp phụ? Dễ sao ta? Nhớ lúc nãy cô giảng bài cô kêu chất phân tích nó vào á. À sao hả? Chưa đúng lắm, chưa chưa đúng lắm. Chưa đúng lắm em. Trước đó mới được câu khẩu quả như thế, cái câu như thế này. Nó dễ gì em? Nó dễ gì? Nhớ là ví dụ như 10, hôm trước cô cho ví dụ ha. 10 cái đĩa ly thiếp. Chất phân tích nó đi vào đĩa số 1 nó làm sao? Xong nó đi vào đĩa số 2 nó làm sao? Đi vào đĩa số 3 nó làm sao? Đạt ở trạng thái gì nhanh nhất? Chưa đúng. Đạt ở trạng thái gì nhanh nhất so với à, nó đạt ở trạng thái đó chính là trạng thái cân bằng hiệu oanh ha. Hiệu oanh hoặc bù em Dạ không cô. oanh à. Cô Dạ. ghi đây nha, xíu xíu nữa cô ấy ha, cô tìm tốn thời gian. Dạ. Cô ghi xíu. Ừ. Nó dở đạt trạng thái cân bằng hơn so với hấp phụ. Vậy nên trong sắc ký lỏng của chúng ta, người ta sẽ sử dụng đó chính là sắc ký phân bố. À, vậy thì ở đây sắc ký phân bố lỏng lỏng có nghĩa là hai pha này đều ở trạng thái lỏng. Pha tĩnh và pha động của chúng ta ở trạng thái lỏng. Đó. Vậy thì cô giải thích cho mình một xíu. Ở đây đó pha tĩnh của chúng ta á, là silica gel, là SiO2 có nhóm OH này. À. Và nhóm OH là nhóm phân cực hay không phân cực? OH là nhóm phân cực hay không phân cực? À, là nhóm phân cực. À, nhưng mà bởi vì vừa yêu cầu nên lúc này người ta mới đổi sang, người ta hoạt hóa, người ta alkyne nó, người ta gắn vào nó là những cái pha liên kết, đó chính là C18 carbon. Vậy thì C18 carbon phân cực hay không phân cực? Nó là no hay không no? C18 hay 18 carbon đó, liên kết đơn á, không phân cực, được chưa? Vậy thì nó chuyển từ một cái cột
phân cực sang cột không phân cực. À, tùy theo anh em. Vậy thì trên bề mặt của nó sẽ còn những cái nhóm OH như thế này. Khi mà chúng ta cho cái chất phân tích vô, nó cân bằng giữa hai pha thì có cái nhóm OH này nó sẽ liên kết với chất phân tích của chúng ta và làm cho hình dạng của bit của chúng ta có thể nó đổ đầu hoặc nó kéo đuôi. À, nên người ta khóa nó đi để cho thêm một cái hợp chất là người ta khóa là cái nhóm OH này, được chưa? Và trong sắt ký thì nó sẽ có hai loại, đó chính là sắt ký phân bố pha thuận và sắt ký phân bố pha đảo. Tùy thuộc vào loại sắt ký của mình sử dụng là gì, từ đó người ta sẽ sử dụng cái pha tĩnh sao cho nó phù hợp. Cô yêu cầu các em phải nắm những cái nhóm chất phân cực hay không phân cực để chúng ta biết được pha tĩnh là phân cực hay không phân cực. Ví dụ ở đây nên follow có nghĩa là không phân cực, follow có nghĩa là phân cực, và ankin là CCCC, carbon là không phân cực, tới vòng thơm là phenyl phân cực hơn xíu, tới xinol là phân cực hơn mạnh hơn xíu, và silica có nhóm OH rất là phân cực. Nào, bây giờ câu hỏi bài nè. Khoan hãy ghi nha, khoan hãy ghi. Cô dùng phương pháp ở đây là phương pháp sắt ký phân bố pha đảo. Giờ hỏi nè, giờ giờ bài này nha. Cô nói chậm nè. Em nắm được cái này thì cái kia mình đi rất dễ, không bao giờ mình bị sai. À, giờ bài nha. Khi cái chất phân tích của chúng ta nó phân cực thì pha tĩnh và pha động như thế nào? Pha tĩnh không phân cực, pha động phân cực. Nè, vậy thì tại sao pha tĩnh của chúng ta chất phân tích là phân cực nha? Khoan hãy ghi nha em, khoan hãy ghi. Chất phân tích là phân cực, pha tĩnh cũng phân cực, pha động cũng phân cực, được hay không? Được hay không? Ba hợp chất này chịu phân cực không? Không. Kéo ra được không? Tách ra được không? Không có được. Cùng bản chất hay khác bản chất em? Cùng bản chất hay đều phân cực hết là cùng bản chất, nó nằm im một chỗ. Vậy thì bây giờ chúng ta thay đổi lực tương tác giữa cái gì với cái gì để chúng ta kéo cái chất phân tích của chúng ta ra được? Hôm trước chúng ta đang học rồi. Thay đổi cái cạc phải. Vậy thì chúng ta thay đổi cái lực tương tác chất phân tích với pha nào em? Động với tĩnh. Được chưa nè? Vậy thì bản chất của cái chất phân tích của chúng ta là cái tính phân cực. Vậy thì mình nên giảm cái lực tương tác chất phân tích với pha nào? Tĩnh. Chuyển vì vậy pha tĩnh của chúng ta chuyển sang dạng là gì em? Chất phân tích luôn luôn phân cực nha em, không phân cực. Tĩnh và động hai pha này theo em cùng bản chất không? Tĩnh động cùng bản chất không? Khác bản chất, nên pha động của chúng ta phải sao? Phân cực, được chưa? Mình nắm nha. Đó người ta gọi đó chính pha tĩnh nó không phân cực, nên người ta gọi là sắt ký phân bố pha đảo. Được chưa? Và chúng ta cùng ghi nha. Vậy làm sao mình biết được một hợp chất nó phân cực hay không phân cực? Làm sao mình biết được? Thì mình ví dụ như mình dựa vào đó mình dự đoán được hợp chất nào ra trước, hợp chất nào ra sau. À, mình dựa vào nhóm chất. Và nếu như có dựa vào nhóm chất nó chỉ là định, gọi là mình gọi là sao à? Dự định, gọi là phải dự định, gọi là gì ha? Dự đoán thôi em. Và cách chính xác nhất á, em dựa vào hệ số đó chính là log-K, octan chia cho nước. À, ghi đẹp nha, octan chia cho nước. Octan là có tan trong nước không? Ưa nước hay kỵ nước? O là octan á. Ưa nước hay kỵ nước?
Tan là bằng an nè, an đúng không nè? Vậy an bằng an nó có phân cực không em? An có phân cực không? An can nó có phân cực không? Không, vậy thì ưa kỵ nè. Cô ghi lại. Ưa kỵ nè. Kỵ nước, được chưa? Còn W là gì? Là water. Thì ưa nước không? Nó là water, ưa nước không? Ưa nước. Thì đó chính là tỷ, người ta sẽ có cái tỷ lệ để nhìn vào cái hợp chất mà nó có phân cực hay không á. À, nếu mà người ta không cho em công thức phân tử để em nhìn thấy được cái nhóm chất á, thì một cách nữa để em nhìn đó chính là em dựa vào cái hệ số octan trên chai nước. Octan là ưa nước. Ê, cô nhầm, octan nghĩa là kỵ nước và W có nghĩa là nước là ưa nước. À, vậy thì cái độ phân cực nào lớn hơn? Ví dụ nha, ví dụ thôi nha. 0.9 đi. Một cái là 4.5 đi. Cái nào phân cực hơn? Theo thứ tự á, một cái là 0.9, một cái là 4.5. Vậy cái nào phân cực hơn? Cái nào phân cực hơn? Nhớ nha, tỷ số nha em. Tỷ số nha. Lắp kê cô ghi lại. Tỷ số nha em, ưa kỵ nước chia cho ưa nước đó nha. Vậy cái nào lớn hơn, cái nào độ phân cực tốt hơn? À, Cát Tường ha, 0.9. Người ta ghi rất rõ, đó là tỷ số của ưa kỵ nước chia cho ưa nước á, nghĩa là không tan trong nước và tan trong nước nha em, nên 0.9 nó sẽ lớn hơn. Vậy cô nhắc lại, mình có hai cách để mình biết được một hợp chất nó có tính phân cực hay không. Cái cách để dự đoán á, nó không có chính xác bằng cái phương pháp là chúng ta dựa vào hệ số của octan trên chai nước nè. Thứ nhất là em dựa vào cái nhóm chất, thứ hai là em dựa vào cái tỷ số của nó, được chưa nè? Rồi mình đi tiếp, em lấy cái bút em ghi lại nha, em ghi lại chứ cô không có soạn ghi hết tất cả đủ cho các em đâu. Ở đây nếu như cái chất phân tích của chúng ta nè, em bỏ cái gì ta, cái dấu hỏi này đi, nó có tính phân cực. Và để biết được hợp chất phân cực hay không thì có hai cách để em biết được. Cách dự đoán là em dựa vào cái nhóm chất. Cách số 2 thì em dựa vào cái hệ số octan chia cho nước. Thì nè, tỷ số em lấy octan chia cho nước, kỵ nước chia cho ưa nước. Được chưa? Và ví như chất phân tích của chúng ta, khi chúng ta dùng pháp ký phân bố Van Đảo thì hợp chất đó nó phải có tính phân cực. Thì pha tỉnh em sử dụng ở đây đó chính là có tính gọi là không phân cực đến phân cực trung bình yếu, và pha động của các em nó phải có tính phân cực nắm nha. Vậy thì chúng ta rút ra được chất phân tích và pha động cùng bản chất hay khác bản chất? Chất phân tích và pha động, ui à, chất phân tích này phân cực nha, em bỏ dấu này này cũng phân cực nha, cùng bản chất hay khác bản chất? Cùng bản chất, được chưa? Chúng ta nhìn vào trong này nha, bắt đầu nhìn nè, chất phân tích có tính phân cực, em bỏ cái dấu này đi, pha đồng tính phân cực em bỏ dấu này đi, pha tỉnh em thêm vô, không phân cực đến kiếm phân cực, đồng ý ha? Vậy chúng ta lựa chọn một pha động nó như thế nào? Cùng bản chất với chất phân tích, khác bản chất với pha tỉnh. Vậy thì pha động chúng ta lựa chọn nó phải hòa tan được cái gì em? Cùng bản chất thì nó sẽ đi chung với nhau, khác bản chất nó không đi chung với nhau. Đồng ý ha? Nó hòa tan được chất phân tích. Vậy thì nó có hòa tan được pha tỉnh không hiểu gì? Nó hòa tan được cái chất phân tích. Tại sao hả? Tại sao à? Cô ghi nhận hiểu gì ha? Tại sao ta? À, bởi vì nó khác bản chất. Vậy em nắm chưa? Nên thường người ta sẽ lựa chọn một cái dung môi pha động, nó phải hòa tan được cái chất phân tích của mình, nhưng nó
không hòa tan cái phạt tĩnh bởi vì nó khác bản chất. Đồng ý chưa? Vậy thì ở đây người ta sẽ sử dụng. Vậy thì em đọc ở đây thì cô tin là mình sẽ hiểu ha. Thứ nhất là yêu cầu của pha động dùng cho sắc ký phân bố pha đảo, nó trơ. Thứ hai là nó hòa, nó trơ với pha tĩnh. Thứ hai là hòa tan được cái chất phân tích, nó bền ha, phù hợp với đầu dò sử dụng. Vậy câu hỏi này, mình lựa chọn một cái dung môi nào đó để chúng ta hòa tan cái chất phân tích và chúng ta làm cái thành phần pha động để ta, chúng ta chạy mẫu. Vậy thì mỗi cái dung môi nó sẽ có một cái bước sống giới hạn khác nhau. Chúng ta lựa chọn dung môi có bước sống giới hạn càng thấp càng tốt so với cái chất phân tích, hay càng cao càng tốt? Càng thấp càng tốt, được chưa? Mỹ Tiên ha, Mỹ Tiên xíu như nhắc cô ha, Mỹ Tiên như học bù thì phải. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng những cái dung môi dùng cho sắc ký phân bố pha đảo thì phải có tính gì? Những cái dung môi dùng cho sắc ký phân bố pha đảo thì nó phải có tính phân cực. Vậy thì một số cái dung môi nào em liệt kê giúp cô đi. Một số cái dung môi nào mà người ta dùng cho sắc ký phân bố pha đảo? Ê, N-san hả? N-san có phân cực không? N-san phân cực em? Không phân cực em, N-san là không phân cực. Được chưa? Bao gồm là nước nè, axit acetic nè, methanol nè. Đó chính là những hợp chất có tính phân cực. Thì nó có những cái nhóm chất ha. Rồi mình đi tiếp nha. Vậy thì một số cái hợp chất mà chúng ta dùng cho pha động, cho sắc ký phân bố pha đảo, đó chính là nước, methanol, acetonitrin và tetrahydrofuran. Em lưu ý là thường người ta sẽ sử dụng bốn cái loại dung môi này. Giữa nước và methanol em, methanol công thức là sao hả? Là methanol công thức là C3OH và nó có H thì nó sẽ hình thành cái liên kết gì em? Nó có H là có hydro thì nó hình thành liên kết gì? Hôm trước chúng ta học rồi, liên kết hydrogen. Được chưa nè? Còn acetonitrin là công thức làm sao ta? Acetonitrin là, cô ghi nha, C3, C nối 3, N. Thiếu chữ C kia. Vậy thì nó có hình thành liên kết hydrogen không? Acetonitrin có không em? Không. Vậy thì sự khác nhau giữa hai cái dung môi, giữa methanol và acetonitrin là gì? Sự khác nhau giữa methanol và acetonitrin là gì? Hydro. Methanol của chúng ta thì nó sẽ hình thành liên kết hydrogen. Thêm một yếu tố nữa em, methanol nó độ nhớt của nó sẽ cao hơn so với acetonitrin. Em lưu ý ha. Rồi, giống nhau cái gì? Nó khác nhau là nó có methanol có liên kết hydrogen, độ nhớt của nó cao hơn so với acetonitrin. Độ phân cực của nó, dung môi đều nằm trong dung môi đều có tính phân cực ha. Và bước sống giới hạn của nó cũng xem nhau em, khoảng 205 cho đến 210 nanomet. Nó xem nhau về cái bước sống giới hạn. Em lưu ý ha. Dạ, cảm ơn các em. Rồi tetrahydrofuran, cái này ít sử dụng, cái mùi nó rất là hắc em, nó giống như cái mùi của benzen á, mùi nó hắc hơn. Rồi yêu cầu của cô đối với các em, này là yêu cầu nha, chúng ta phải biết được cái dung môi nào nó có tính phân cực, dung môi nào nó có tính không phân cực, dung môi nào có tính phân cực mạnh.
Thì cô đã chia cho em ba cái loại dung môi ít phân cực, dung môi phân cực trung bình và dung môi phân cực mạnh. Cô yêu cầu các em học thuộc. À, để chúng ta biết được, từ đó các em sẽ lựa chọn được các phương pháp cho nó phù hợp. À, cô liệt kê nha. Dung môi ít phân cực. Ví dụ như N-san, độ phân cực của nó là 0.1, benzene methylchloride. Hoặc là phân cực trung bình, chloroform acetate. Và phân cực mạnh, methanol acid acetic và nước. Học thuộc cái này giúp cô nha. Chờ cô xem một cái đại lượng mà dùng để miêu tả cái độ phân cực của cái hỗn hợp dung môi thì người ta ký hiệu đó chính là P. À, bằng Te nhân B bằng Kb nhân B. Cô ví dụ tính cái độ phân cực của hỗn hợp methanol và nước theo tỷ lệ 40-60%. Thì lúc này nước là 60%, methanol chúng ta là 40% và người ta tính phần trăm độ phân cực. Thì mình 60% em lấy 60 em chia cho 100 thì ra 0.6. Và em tìm cái độ phân cực của nước là 10.1. Tất nhiên bài kiểm tra thì cô sẽ cho sẵn cho mình là 10.2 cộng với 0.4 nhân với 5.1 ra 8.2. Và giá trị P gọi là miêu tả cái độ phân cực của một cái hỗn hợp dung môi. Em lưu ý ha. Và về cơ chế lưu giữ, về cơ chế lưu giữ đối với sắt ký phân bố pha đảo, thì sắt ký phân bố pha đảo người ta sử dụng cái cột sắt ký là gì em? Sắt ký phân bố pha đảo người ta sử dụng cái cột sắt ký phân cực hay không phân cực? Cột sắt ký em, cái cột là phải tĩnh á, là không phân cực. Ưa nước hay kỵ nước? Ưa hay kỵ nước? Kỵ nước, được chưa? Kỵ nước ha, trung kiên ha. Giờ có xíu cô ghi nhận trung kiên hả? Kiên góc bù không em? Dạ không rồi. Không hả? Đã, cô thấy rồi. Dương trung kiên à, đó chính là kỵ nước. Vậy thì đó, đối với những cái hợp chất không phân cực thì liên kết kỵ nước nó mạnh hay yếu? Pha tĩnh là không phân cực, chất phân tích là không phân cực, thì liên kết kỵ nước mạnh hay yếu em? À, mạnh nha, lưu ý ha. Vậy thì nhìn vô bài nha. Bởi vì chúng ta sử dụng sắt ký phân bố pha đảo nên pha tĩnh chúng ta sử dụng đó chính là cột C18 là không phân cực. Khi mẫu của chúng ta mà nó có nhiều nhóm giai carbon, hiểu CH3, CH2, CH3, nhiều giai carbon hoặc là nhóm thơm, thì lúc này cái tính kỵ nước của nó sẽ mạnh. Vậy thì được pha tĩnh nó giữ lại hay là nó đẩy ra? Cùng bản chất cộng nó có những cái CCCC. À, pha tĩnh của chúng ta cũng có C18. Vậy thì được pha tĩnh giữ lại hay là pha tĩnh của chúng ta nó kéo, nó không giữ lại, tương tác yếu? Đẩy à? À, nó giữ lại. Cùng bản chất hay khác bản chất em, để cho dễ hiểu. Cùng bản chất hay khác? À, nó cùng bản chất. Vậy thì liên kết kỵ nước nó mạnh hay yếu? Liên kết kỵ nước mạnh hay yếu? Mạnh, được chưa? À, một số bạn vẫn nhầm lẫn ha. Cột C18 cô nó chặn nè. Cái cột pha tĩnh của chúng ta á, là nó không phân cực. Bây giờ cô sử dụng những cái hợp chất mà nó có những cái dây nối carbon CCCCC, thì lúc này nó hình thành cùng bản chất với nhau nên được pha tĩnh nó giữ lại. Và liên kết chính đối với sắt ký, gọi là sắt ký phân bố pha đảo, đó chính là liên kết kỵ nước của nó. Liên kết kỵ nước càng mạnh thì được pha tĩnh nó giữ lại càng mạnh và ngược lại. Được chưa? Mình đi tiếp nha em. Vậy thì nếu như mẫu của chúng ta
mà nó chứa những cái nhóm gọi là CCOHNO2OH. Nhóm đó là nhóm phân cực hay không phân cực? Nhóm chức nha em. COOH, OH, NH2 là nhóm phân cực. Phát tỉnh của chúng ta vẫn sử dụng đó chính là cái cột không phân cực. Vậy thì liên kết kỵ nước nó mạnh hay nó yếu? À, nó yếu. Nó ra sớm hay ra muộn hơn so với cái dây carbon ở phía trên? Dạ, sớm. Dạ, sớm hay muộn hơn? Một số bạn bị nhầm đó nha. Sớm hay muộn em? Cô nói lại nè. Cô nói lại nha. Cô nói chậm nè. Pha tỉnh của chúng ta, pha tỉnh của chúng ta vẫn sử dụng là cột không phân cực. Pha chất phân tích của chúng ta nó mang những cái nhóm chất phân cực như là COOH, OH, NH2. Vậy câu hỏi liên kết kỵ nước nó mạnh hay nó yếu so với pha tỉnh này? Mạnh hay yếu hơn em? Yếu. Vậy thì nó ra sớm hay ra muộn hơn so với những nhóm mà nó không phân cực? À, nó sẽ ra sớm. Sớm hay muộn em? Sao một số bạn bị nhầm nữa hả? Sớm hay muộn? Liên kết kỵ nước của nó yếu, có nghĩa là liên kết với pha tỉnh nó yếu, nên được pha động nó kéo ra sớm. Cho nè, nắm nha. Rồi, mình đi tiếp nha em. Vậy thì đối với sắc khí phân bố pha đảo của mình, nó sẽ có cái liên kết, cơ chế lưu giữ của nó chính, đó chính là tính kỵ nước của nó. Bởi vì các em sử dụng cái cột pha đảo á, cột pha tỉnh á, là không phân cực. Em lưu ý nha. Vậy thì em sẽ giải thích được hai cái nhóm nhóm này. Cô giải thích luôn ha. Ở đây cái nhóm số 1 của mình, nó có nhóm OH. Đúng nè. Pha tỉnh của chúng ta sử dụng ở đây, như cô đã nói, màu xanh này gọi là cái chất mang. Và nó tẩm ở phía trên của cái này nè, đó chính là những cái chất lỏng, nó đã alkin hóa nó, đó chính là C18. C18 ở đây, được chưa nè? C18 ở đây là không phân cực, là kỵ nước. Hợp chất số 1 của mình là cái vòng thơm cộng với cái nhóm OH. Phân cực không? OH phân cực hay không phân cực em? Phân cực. Vậy thì liên kết kỵ nước nó mạnh hay nó yếu? Kỵ nước em với cái pha tỉnh đó, sao mạnh? OH chắc phân tích là không phân cực. OH, OH là phân cực. Pha tỉnh là không phân cực. Mạnh hay yếu em? Cho cô câu cuối cùng này. À, yếu. Nên ra sớm hay ra muộn? Sớm hay muộn? Ra sớm. Được chưa? Không nhầm lẫn nha. Hôm sau có 3-4 câu liên quan đến dự đoán á. Vậy thì cái hợp chất số 2 của mình, chỗ này là CH này, chỗ này là CH3, chỗ này CH3, CH, C3. Thì cái hợp chất số 2 so với hợp chất số 1, liên kết của kỵ nước nó mạnh hay nó yếu? Hợp chất số 2 so với hợp chất số 1, liên kết kỵ nước nó mạnh hay yếu? À, nó mạnh. Nên nó ra sớm hay ra muộn? Dung, ra sớm hay ra muộn em? À, ra muộn hơn so với số 1. Được chưa? Nắm bài chưa? Dung. Kiều Dung hay Ngọc Dung đi ta? Dung. Dung là Dung nào đấy hả? Dạ, Kiều Dung á cô. Kiều Dung, rồi cô ghi nhận nha. Rồi tiếp. Nắm nha, hôm sau kiểm tra là sẽ có dự đoán hợp chất nó ra nha. Rồi, vậy mình đi tiếp nha em. Và cô sang một cái sắc ký nữa, đó chính là sắc ký ghép cặp ion. Ở đây một cái hợp chất của mình, mỗi hợp chất đều nó có một cái giá trị
đó chính là pKa. Khi giá trị pH mà nó lớn hơn pKa cộng 2 á, thì lúc này hoạt chất của chúng ta nó chuyển sang cái dạng mang điện tích, giống như axit amino, chỗ này nó mang điện tích dương. Lúc này người ta sẽ cho vào một cái tác nhân ghép cặp ion mang điện tích âm và nó ghép cặp lại với nhau. Sau đó nó sẽ tương tác với nhau trên cái cột C18 giống như là liên kết kỵ nước. Và sắt ký ghép cặp ion chúng ta ứng dụng rất nhiều trong ngành dược. Và mỗi hợp chất khi mà người ta muốn để xem cái phương pháp sắt ký ghép cặp ion thì người ta sẽ quan tâm đến, nếu là axit thì người ta sẽ quan tâm đến đó chính là hàng số pKa. Nếu pH mà lớn hơn pKa cộng 2 á, thì lúc này nó chuyển sang cái dạng mang điện tích dương. Còn nếu là bazơ thì nó sẽ liên quan đến hình xốp, đó chính là pKb. Mình lưu ý ha, đó chính là sắt ký ghép cặp ion. Nó tạo thành một cái cặp mang điện tích dương ha em. Sau đó trong cái thành phần pha động á, người ta sẽ cho vô một cái tác nhân mang điện tích âm và nó ghép lại với nhau và nó sẽ tương tác theo tính chất liên kết kỵ nước. Rồi cô sang một cái sắt ký nữa, đó chính là sắt ký phân bố pha thuận. Nếu như sắt ký phân bố pha đảo, chất phân tích của em có tính chất gì? Phân cực hay không phân cực? Phân cực. Pha tĩnh. Chất phân tích phân cực, pha tĩnh. Không phân cực, động. Động. Phân cực. Vậy khi nào các em dùng sắt ký phân bố pha thuận? Chất phân tích nó chất phân tích nó không phân cực, pha tĩnh. Pha tĩnh, phân cực, pha động, không phân cực, được chưa? Pha tĩnh, pha động và chất phân tích sao em? Luôn luôn gì? Pha động và chất phân tích, động và chất phân tích cùng bạn chất. Nên pha động hòa tan được, pha động hòa tan được chất phân tích, nhưng không hòa tan pha tĩnh, được chưa? Rồi, đó chính là sắt ký phân bố pha pha gì đây? Thuận hay đảo? Thuận, được chưa nè? Vậy thì liệt kê cho cô một số cái nhóm chất phân cực. Liệt kê giúp cô một số cái nhóm chất phân cực là gì ta? CN, như ý ha, OH, NH2, đó chính là những nhóm hợp chất mà có tính phân cực. Và pha tĩnh ở đây nó vẫn ở trạng thái gì em? Sắt ký phân bố pha thuận. Vẫn ở gì em? Sắt ký phân bố pha thuận ở trạng thái gì? Rắn lỏng khí. Ở trạng thái gì? Sắt ký phân bố pha thuận. Rắn lỏng khí ở trạng thái gì em? Vẫn ở trạng thái gì? Cái tên nó thể hiện rồi đây em. Lỏng, được chưa? Vẫn ở trạng thái lỏng. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ có cái pha tĩnh nha em. Pha tĩnh nó sẽ mang cái tính chất đó chính là phân cực. Và silic nó sẽ gắn vào những cái nhóm chất đó chính phân cực như CNOH, NH2. Còn pha động của chúng ta là nó sẽ không phân cực và đó chính là những cái hydrocarbon. Em lưu ý nha. Vậy thì bạn nào mình theo chưa kịp thì em ghi lại nè. Chất phân tích khi nào chúng ta dùng sắt ký phân bố pha thuận? Khi chất phân tích của chúng ta nó có tính gọi là không phân cực. Em bỏ hết cái dấu gì ha. Vậy thì pha tĩnh nó phải nghịch lại với chất phân tích và pha động nên nó sẽ có tính gọi là tính phân cực. Còn pha động của chúng ta sẽ là không phân cực. Em lưu ý nha. Và cơ chế lưu giữ của nó, cơ chế lưu giữ của nó, bởi vì nó sử dụng
Lưu giữ của nó đó chính là những hình thành có liên kết hydroxen. Ví dụ như chất phân tích của chúng ta nó có những cái nhóm như là nhóm COH, nhóm NH2, nhóm OH, chỗ này là nó có H này, nên nó sẽ hình thành cái liên kết hydroxen mạnh. Liên kết hydroxen là liên kết hình thành giữa hydro với kia nguyên tử có độ âm điện, sao em? Với nguyên tố có độ âm điện lớn hay nhỏ? À, với độ âm điện lớn, em nắm nha. Và ở đây cô sẽ có hai cái hợp chất, hai cái hợp chất ha. Ở đây pha tỉnh của mình là silica gel là SiO2 OH, phân cực không? Silica gel phân cực không em? Nó là một cái pha tỉnh, tất nhiên nó cũng có cái chất mang bề mặt của nó bị sắc ký phân bố là nó phải ở dạng lỏng ha, tẩm lên trên nó đó chính là SOH. À, nó có tính phân cực. Vậy như hợp chất của chúng ta mà nó có oxy thì nó hình thành liên kết gì? SiOH, đúng nè, là hợp chất của chúng ta nó có nhóm oxy, hình thành liên kết gì? Liên kết gì? Hydroxen. Nên được pha tỉnh nó sao em? Nó hình thành liên kết hydroxen như vậy nên được pha tỉnh nó sao? Giữ lại hay nó liên kết yếu? À, được pha tỉnh của chúng ta giữ lại như Ngọc ha, như Ngọc xíu nhớ nhắc cô. Nên được pha tỉnh của chúng ta giữ lại. Còn đối với cái hợp chất của chúng ta ở đây là chỉ có nhóm C3 thôi. À, nó tương tác mạnh với pha đồng. Vậy thì nếu mà em đi so hai hợp chất này, hợp chất có oxy và hợp chất bên này số 1 và số 2 thì chất nào ra trước? Chất nào ra trước? Một ra trước à? Số 1 là đây nha em, có liên tạo thành liên kết hydroxen với cái pha tỉnh của mình. Số 2 là hợp chất này nó có cái nhóm C3 nó tương tác mạnh với pha đồng. Vậy số nào ra trước? Số 1 ra sau số 2 ra trước. Chính xác ha. Số 1 nó sẽ ra sau số 2 của mình, nó sẽ ra trước. Các em lưu ý ha. Kiều Dung. Được chưa? 2 ra trước, 1 ra sau. À, Kiều Dung và Như Ý. Kiều Dung ha, Như Ý. Được chưa? Rồi mình đi tiếp nha em. Như Ý 57 đúng không em? Nguyễn Ngọc Như rồi, cảm ơn em. Dạ thì mình hiểu cái này rồi thì cô tin rằng phần này mình sẽ hiểu. Lưu ý trong bài kiểm tra cô không cho hai hợp chất nha, cô sẽ cho 3 đến 4 hợp chất. À, tất nhiên là cô không có cho em cái hình đâu, bởi vì đưa lên không có được. Cô sẽ cho em đó chính là hàng số log K. Log K ha. K, K octan trên nước á. Em dựa vào đó ha. Vậy thì mình sẽ so sánh về sắc ký phân bố pha thuận và pha đảo. Phần này cô soạn ra để cho các em học. À, em học và em đối chiếu cho nó dễ nhớ bài của mình. Rồi. Cô nói về cái phần này mình một xíu. Đây chính là trong khi mà các em sử dụng cái phương pháp sắc ký á, thì nó sẽ kèm theo đó chính là điều kiện sắc ký. Thì trong điều kiện sắc ký của mình, nó sẽ liệt kê cho em phương pháp đó sử dụng cái cột hay còn gọi là pha tỉnh là gì, pha động là gì, tốc độ dòng là gì, đầu dò là gì. Được chưa? Vậy thì cô nói cái này cho mình một xíu nha. Cái cột ở này người ta ghi là cái cột gắn với gốc NH2. Cột này là cột phân cực hay không phân cực? Silic gắn với NH2, cột phân cực. Vậy thì nó sắc ký phân bố và đảo hay pha thuận? Đảo hay thuận? Thuận hay đảo? Cho cô câu cuối cùng. Gắn với NH2 là hợp chất phân cực. À, cùng chiều với nhau đó chính là sắc ký phân bố pha thuận. Còn sắc ký phân bố pha đảo ngược lại là cái cột nó sao em? Đảo nghĩa là ngược lại. Cột nó không phân cực. Em nắm nha. Rồi. Vậy thì cô giải thích cái thông số này cho mình một xíu nha.
150 mg. Lúc nãy cô đã chiếu cho các em cái hình của cái cột sắt ký rồi ha, thì chúng ta hiểu chỗ này cho cô một xíu. 150 mm có nghĩa là gì ạ? Chiều dài của gì em? 150 mm chiều dài của gì? Cột sắt ký. Được chưa nè, tiếp tục nha em. 2.2 nghĩa là đường kính trong của cột sắt ký. Còn 5 micromet có nghĩa là kích. Em thấy cái hạt người ta nhồi vô, những cái hạt á rất là đồng đều với nhau ha, đó chính là kích thước hạt nhồi. À, vậy cô đọc lại, bạn nào ghi không kịp thì mình ghi vô nha. 150 mm có nghĩa là chiều dài của cột sắt ký. 2.2 có nghĩa là đường kính trong của cột sắt ký. 5 micromet có nghĩa rằng đó chính là kích thước hạt nhồi của cột sắt ký. Nếu như pha tỉnh, chỗ này người ta sử dụng đó chính là NH2 là cột phân cực, thì pha động phải là, pha động phải là không phân cực. Và nếu như trong thành phần pha động các em chỉ sử dụng một dung môi thôi thì có đủ sức để rửa giải, để kéo cái chất phân tích của mình ra hay không? Cô chỉ sử dụng NH2 thôi, không. Nên mình hiểu lý do tại sao mà ở đây người ta sẽ sử dụng là NH2 với 0.5% isopropanol ha. À, tốc độ dòng 1 ml trên phút là thông số này được thể hiện ở đâu? Trong hệ thống máy sắt ký. Ở đâu? Trong cái hệ thống, à cái bơm, được chưa? Kiều Anh ha. Kiều Anh, Phương Anh, Thế Anh. Rồi, tiếp tục ha. Và cái đầu dò là ở đâu em? Đầu dò cái gì ha? Ở UV 254 nanomet, là ở director là đầu dò ha. Rồi, mình nắm nha. Đây chính là một cái điều kiện sắc ký của mình. Nó sẽ thêm cái nữa, đó chính là thở tích tim nữa. Thì nó gồm có 5 phần. Thứ nhất là cột, thứ hai là pha động, tác vào dòng và đầu dò, thêm cái thở tích tim. Giờ câu hỏi tiếp nha. Chạy này là chạy đẳng dòng hay chạy gradient? Đẳng hay gradient? Và Hexan chứa 0.2% isopropanol. Đẳng hay gradient? Ờ, đẳng dòng. Chỉ có một dòng đó nó chạy đi qua cái pha đập, pha tĩnh của chúng ta thôi. Nên đó người ta gọi là chạy đẳng dòng. Em lưu ý nha. Rồi, cái phần này các em tự đọc ha, hai phần này các em tự đọc. Rồi cô sang một cái sắc ký nữa, đó chính là cơ chế sắc ký trao đổi ion. Thì thường cái chất trao đổi cation và anion này á là những cái polymer mà nó không tan trong nước. Và người ta sẽ có hai cái nhựa trao đổi, đó chính là nhựa trao đổi cation và nhựa trao đổi anion. Nếu chúng ta sử dụng nhựa trao đổi cation, cation ở đây đến nên chất phân tích em, thì nó sẽ có hai loại cation của axit mạnh và axit yếu. Axit mạnh thì nó sẽ chứa cái nhóm sulfonic RSO3 trừ. Còn nếu là axit yếu thì nó sẽ chứa cái nhóm đó chính là carboxylic CCOH. Còn nếu đó chính là một cái base mạnh là anion thì nó sẽ chứa nhóm amin bậc 4. Và yếu, base yếu là bậc 1, bậc 2, bậc 3. Và thường phương pháp sắc ký trao đổi ion thường nó sẽ sử dụng trong lĩnh vực sinh học là nhiều. Dùng để phân tích những protein hoặc peptide hoặc amino acid thì khối lượng phân tử của nó lớn không em. Và thường ở đây người ta sẽ ví dụ ở đây. Ở đây đó chính là trao đổi anion. Ở đây người ta sử dụng đó chính là những cái base mạnh amin bậc 4. Và chỗ này inhibitor, chỗ này nó sẽ mang cái điện tích dương. Thì nó sẽ hút cái điện tích trái dấu ion đối của nó, đó chính là âm. Và mẫu của chúng ta, sample nghĩa là mẫu, mẫu của chúng ta nó sẽ mang cái điện tích âm. Nó hình thành nên một cái lực ion. Nên người ta gọi là trao đổi ion thôi. Hoặc như ví dụ như là nó sẽ chứa cái nhóm của cation là những cái acid mạnh, đó chính là sulfonic SO3 trừ, nó mang điện tích âm.
Vì thế nó sẽ hút những cái ion trái dấu của nó hay ion đối á, mang điện tích dương, và lúc này nó hình thành nên một cái lực, đó chính là lực ion. Và sắc ký này người ta gọi là sắc ký trao đổi ion, có nghĩa là trao đổi ion qua lại ha. Còn có sang cái sắc ký nữa, đó chính là sắc ký gel hay còn gọi là ray phân tử. Thì phân tử pha tĩnh của nó đó chính là những cái gel polysaccharide, thường nó tách là lúc này nó tách là tách theo khối lượng phân tử, chứ nó không tách theo cơ chế là sắc ký phân bố hay sắc ký hấp phụ. Vậy bây giờ mình học là sắc ký gel là nó tách là tách theo khối lượng phân tử của polymer. À, vậy thì em hình dung như thế này cho mình dễ hình dung này, dễ hình dung nha. Nó sẽ cấu trúc của nó sẽ nó sẽ có cái lỗ như thế này. Nó là một cái lỗ xốp. Nó lỗ như thế này ha. Nó sẽ có kích thước lỗ của nó. Nếu như những cái phân tử nào mà nó có khối lượng phân tử của nó, kích thước của phân tử của nó lớn hơn so với cái lỗ xốp, thì nó có đi vào trong được cái lỗ xốp không em? Kích thước phân tử, ví dụ một phân tử nó sẽ có 3 phân tử đi, để em dễ hình dung. Nó có 3 phân tử thì khối lượng phân tử của 3 cái phân tử này nó khác nhau. Và em nhìn thấy chỗ này màu xanh ha, màu xanh là phân tử này nó có khối lượng phân tử lớn, kích thước phân tử của nó lớn, nó không xâm nhập vào trong cái lỗ xốp được, nên nó sẽ ra sớm hay ra muộn? Ra sớm hay muộn em không xâm nhập vô được thì lập tức nó được đẩy ra liền, nên nó được ra sớm. Để chị em mình tiếp tục nha. Còn nhớ những phân tử nào mà nó có kích thước trung bình, nó nằm giữa, thì lúc này nó sẽ khích tán vào một phần của cái lỗ xốp, rồi sau đó nó ra tiếp tục, nên nó sẽ ra sau cái khối lượng phân tử lớn. Còn những cái phân tử nào mà kích thước của nó nhỏ thì nó sẽ khuếch tán qua cái lỗ xốp, nên nó sẽ ra sớm hay ra muộn? Những cái phân tử nhỏ nó sẽ khuếch tán qua cái lỗ xốp, nên là nó sẽ ra muộn, được không? Nên ở đây người ta nói đối với phương pháp sắc ký gel á, thì quá trình tách của nó là theo kích thước phân tử, chứ nó không có liên kết tương tác hấp phụ phân bố với pha tĩnh thì không có. Em lưu ý nha. Và ở đây em nhìn rõ nhất này. Em nhìn rõ nhất này. Ở đây nó sẽ có 3 cái phân tử. Màu đỏ, màu đen, màu vàng. Màu đỏ có khối lượng phân tử lớn nhất. Nó không xâm nhập được vào cái lỗ xốp nên nó sẽ ra đầu tiên. Tới màu đen, đó chính là những cái phân tử trung gian. Nó xâm nhập được một phần vào trong cái lỗ xốp nên nó sẽ ra kế tiếp. Còn màu vàng của chúng ta là khối lượng phân tử của nó nhỏ hơn cái lỗ xốp và nó sẽ khuếch tán qua và nó sẽ đi ra sau cùng. Đó chính là thứ tự rửa giải của nó, dựa vào đó chính là kích thước phân tử, lớn đi ra trước, nhỏ đi ra sau. Nên ở đây người ta nói ha, đối với những phân tử lớn thì nó không xâm nhập vào trong cái gel nên nó sẽ ra trước. Phân tử trung, kích thước trung bình, đó chính là màu đen ha, thì nó sẽ xâm nhập một phần vào cái lỗ thôi, để cái ke nó nằm ở 0.1, và nếu phân tử nhỏ thì xâm nhập vào trong cái gel luôn và nó ra ở sau cùng. Em lưu ý ha. Rồi cô sang cái phần ứng dụng của cái phương pháp sắc ký. Đối với sắc ký của chúng ta thì nó sẽ có 3 cái ứng dụng chính. Em ghi thêm vô một cái nữa, đó chính là thử độ tinh khiết. Định tính, định lượng và thử độ tinh khiết. Đối với phương pháp sắc ký thì để định tính người ta sẽ dựa vào thời gian lưu của thử mình đi so với chuẩn. Còn định lượng á thì mình dựa vào cái thông số nào mà nó biến thiên theo nồng độ đó thì em dựa vào đó. Và ở đây người ta sẽ dùng đó chính là cái diện tích bit hoặc là chiều cao bit, và thường người ta sẽ dựa vào diện tích là chính.
Về cái cách định lượng thì người ta sẽ có ba cái cách định lượng, đó chính là lập đường chuẩn, thêm chuẩn, nội chuẩn và so sánh một chuẩn. Ba phương pháp chúng ta đã học rồi. Lập đường chuẩn đã học, thêm chuẩn đã học, so sánh một chuẩn đã học. Em xem lại nha. Còn nội chuẩn xíu cô nói. Và nếu như mình biết đối với phương pháp sắc ký của mình thì định tính thì người ta sẽ dựa vào đó chính là thời gian lưu. Chúng ta sẽ lấy thời gian lưu của thử, chúng ta đi so với thời gian lưu của chuẩn. Nếu hai thời gian này nó tương đồng với nhau thì em kết luận rằng có và ngược lại. Vậy thì ở đây cô sẽ có cái hình sắc ký đồ của cái dung dịch chuẩn, đó chính là chữ standard. Và cái dung dịch thử của cô đó chính là chữ in now. Vậy thì chúng ta cùng quan sát nha. Ở đây cái dung dịch chuẩn của cô bao gồm là mấy hợp chất này? A, B, C, D, E. Có mấy hợp chất em? A, B, C, D, E. Có 5 hợp chất. Và mình nhìn vào trong sắc ký đồ này, cái bit nó tách nhau hoàn toàn chưa? Cái bit của nó tách nhau hoàn toàn chưa? Chưa hả? Nhìn kỹ coi. Kỹ chưa em? Tách chưa? Rồi. Tiếp tục nha em. Tách nhau hoàn toàn rồi. Và cái dung dịch mẫu thử của chúng ta có mấy hợp chất? Từ 1 cho đến 9. Mấy hợp chất? Thử 9 hợp chất. Vậy cho cô biết trong mẫu có hợp chất nào? Chúng ta lấy thời gian lưu của thử, chúng ta đi so với chuẩn. Vậy thì trong mẫu có số 2 là trùng với thời gian lưu của A, được hợp chất. Số 3 là trùng thời gian lưu của chất B, hợp chất. 4 trùng thời gian lưu của C, và chất. 7 trùng thời gian lưu của D, và 9 là trùng thời gian lưu của E. Vậy câu hỏi hợp chất số 8 có trong mẫu không? Số 8 không. Vì mình có biết thời gian lưu của nó không em? Dễ hiểu chưa? Rồi, tóm lại, đối với phương pháp sắc ký, định tính em dựa vào gì? Sắc ký, định tính em dựa vào TR là thời gian lưu. Được chưa? Rồi, cho bài tiếp nha nghe. Rồi, định lượng ha. Ôn bài xíu ha. Phương pháp này là phương pháp đường chuẩn, lập ít nhất mấy điểm chuẩn em? 5 điểm chuẩn. Vậy thì đối với định lượng thì em dựa vào thông số nào? Định lượng thì em dựa vào thông số là diện tích hoặc chiều cao. Vậy thì nó sẽ có sự tương quan giữa gì với gì? Tương quan giữa gì với gì em? Khi chúng ta lập 5 cái điểm chuẩn. 5 cái điểm chuẩn có sự tương quan giữa nồng độ và gì em? Và diện tích bit hoặc là chiều cao bit. Em lưu ý nha. Lưu ý nha. Còn đối với phương pháp đo quang của em thì nếu mà các em dùng phương pháp đường chuẩn thì có sự tương quan giữa nồng độ và gì? Đo quang. Sai, không phù hợp. Nồng độ và gì? Đo quang thì em thu nhận được tín hiệu là gì? Đó chính là A, là độ hấp thụ, được chưa? Nó chỉ khác cái tín hiệu thôi. Phương pháp sắc ký thì nó sẽ có sự tương quan giữa nồng độ và diện tích. Còn phương pháp UV-Vis của các em thì có sự tương quan giữa nồng độ và giá trị độ hấp thụ. Không nhầm lẫn nha. Rồi, và như thế này thì mình biết rồi ha. Ra được cái phương trình hợp quy tuyến tính. Chúng ta thế cái gì? Phương trình của chúng ta y bằng BX cộng A. Đúng nè. Em thế diện tích thử vô đâu? Diện tích sức thử vào y và chúng ta tìm ra được x, được chưa nè? Giống đo quang ha, chỉ khác đơn vị thôi. Rồi, cảm ơn các em.
Cô xem cái phương pháp đó chính là phương pháp nội chuẩn. Vậy thì nội chuẩn có nghĩa là gì? Hay còn là chuẩn nội á, gọi cách nào cũng đúng cả. Em gọi nội chuẩn hay em gọi chuẩn nội gì đều đúng hết. Giờ câu hỏi bài nè. Cái thuốc viên của mình á, khi mà em tiến hành em phân tích á, thì cái nền mẫu của mình là bao gồm tá dược và dung môi. Nó ảnh hưởng đến cái hoạt chất chính của mình. Vậy thì hàm lượng nó có bị thay đổi không? Cái tá dược này, nghe tôi nói lại nè. Cái tá dược này, tá dược này nha, nghe kỹ này nha. Tá dược, dung môi, hai yếu tố này nó ảnh hưởng cùng phân tích, cùng tan với cái chất mà mình cần phân tích luôn, cái hợp chất chính của mình luôn. Vậy câu hỏi hàm lượng của nó có bị thay đổi không? Không, vẫn không. À, có không em? Có ảnh hưởng. Vậy thì hàm lượng nó bị thay đổi như vậy thì em định lượng có đại diện cái nguyên một cái lô sản xuất của mình không? Mình làm như vậy có đúng không? Không. Đồng ý chưa? Vậy thì mình tìm cái cách nào đó để loại bỏ cái gì ra, để em định lượng đúng cái hàm lượng của viên thuốc. Em phải loại bỏ cái gì ra? Chất nền, các yếu tố ảnh hưởng. Được chưa nè? Và một trong những phương pháp mà người ta loại bỏ yếu tố ảnh hưởng đó chính là phương pháp gì em đã được học? Là gì đó? Thêm gì em? Thêm gì? Thêm chuẩn. Được chưa? Và cô nói về cái phương pháp nội chuẩn mình một xíu ha. Phương pháp nội chuẩn, nó ví dụ như khi nào mình dùng cái phương pháp nội chuẩn, khi một cái yếu tố nào đó, có thể là yếu tố bị nền, tá dược, dung môi, vân vân, nó ảnh hưởng tới cái hoạt chất chính của mình, nên lúc này mình tìm cái cách nào đó để mình loại bỏ cái yếu tố ảnh hưởng đó. À, và người ta sử dụng phương pháp thêm chuẩn. Và ngày nay người ta ít sử dụng thêm chuẩn và người ta dùng nội chuẩn là chính. Vậy nội chuẩn nó không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa loại bỏ yếu tố ảnh hưởng. Mà nó có ý nghĩa đó chính là khi nó không dùng để loại bỏ yếu tố ảnh hưởng nha anh em, nhưng mà nó chia tỷ số cho nhau, triệt tiêu cho nhau hết. À, vậy thì cái cách nó làm như sau. Người ta sẽ dùng một cái chất nội chuẩn, người ta thêm vào trong cái dung dịch mẫu. Người ta chuẩn bị hai, em hình dung nha. Người ta sẽ chuẩn bị hai cái dung dịch. Một là dung dịch mẫu, hai là dung dịch chuẩn. Hình dung nha. Sau đó người ta thêm một cái chất nội chuẩn có nồng độ chính xác vào cái dung dịch mẫu và vào cái dung dịch chuẩn. Sau đó người ta tiến hành, người ta chạy sạch kỹ và người ta tính tỷ số. Tỷ số giữa diện tích và chiều cao của chất phân tích so với cái nội chuẩn thì đồng nghĩa với việc là cái chất phân tích của mình, cái chất nội chuẩn á, nó tương tác với cái nền bao nhiêu. Tương tác thì cái nó sẽ tương tác với cái dung dịch chuẩn của mình bấy nhiêu. Và lúc này nó chia tỷ lệ cho nhau, chia tỷ lệ cho nhau. Nên lúc này nó triệt tiêu cho nhau hết. À, nên chất phân cái nền em hình dung nha. Chất nội chuẩn á, nó tương tác với chất phân tích bao nhiêu thì nó cũng tương tác với cái nền đó bấy nhiêu. Và người ta chia tỷ lệ cho nhau. Đồng ý ha. Nên lúc này người ta lựa chọn một cái chất nội chuẩn có tính chất hóa học khác hay giống hơn so với chất mà mình cần phân tích. Nên cái chất nội chuẩn này tương tác với chất phân tích bao nhiêu thì nó tương tác với chất phân tích với nền bấy nhiêu.
À, thì cái chất của nó phải cái chất nội chuẩn, cái tính chất hóa học của nó phải giống với cái chất phân tích này nè, nhưng mà nó phải tách sao em, mình cho cái chất nội chuẩn này vào trong cái chất phân tích, nhưng hai cái này nó phải sao, cái bit của nó phải sao em, chồng lên nhau hay là tách rời nhau, tách ra hoàn toàn, nhưng mà phải sao em, xa nhau hay gần nhau, liền kề nhau, được chưa, gần nhau, bạn hiểu ha. À, trong dược mình sử dụng rất nhiều nha. À, xíu nữa xong nha, cố gắng lên nha, cố gắng lên, xíu nữa xong. Vậy thì cô sang một cái phương pháp nữa của mình, đó chính là phương pháp sắc khí khí. À, phương pháp sắc khí khí ha. Bây giờ hỏi bài nè, hỏi bài nha. Vậy thì phương pháp sắc khí khí phát động mình ở trạng thái gì? Khí. Còn phương pháp sắc ký lỏng phát động ở trạng thái gì? Lỏng. Được chưa? Và tiếp nha. Em vậy thì phát động và cái chất phân tích cùng bản chất không? Nãy giờ mình cùng phân tích á. Nó cùng bản chất không? Cùng. Tiếp tục cho bài nha. Vậy thì cái đối tượng mẫu của chúng ta khi dùng sắc khí khí phai động nó phải ở dạng khí, vậy thì chất phân tích nó cũng ở dạng gì luôn, khí. Vậy thì hợp chất này dễ bay hơi hay khó bay hơi? Dễ bay hơi. Và dễ bay hơi như vậy thì khối lượng phân tử nó nặng hay nó nhẹ, nó lớn hay nó nhỏ? Nhẹ. Vậy thì ví dụ như hợp chất của chúng ta nó ở dạng lỏng, đồng ý ha, nhưng mà bây giờ người ta lại muốn nó là dùng cái phương pháp sắc khí khí thì từ lỏng nó phải chuyển sang gì em, ban đầu nó ở dạng lỏng và trạng thái cuối cùng phải ở dạng khí, thì nó phải qua quá trình gọi là gì, gia nhiệt, là cần nhiệt độ để chuyển từ lỏng sang khí, thì hợp chất này nó bền nhiệt hay nó kém bền nhiệt? Kém bền à, kém bền vậy hợp chất nó đâu còn bền nữa, sao phân tích ta, à nó bền nhiệt, được chưa, và chúng ta tổng hợp lại những gì chúng ta đã hiểu, đối tượng mẫu để chúng ta dùng cho phương pháp sắc khí khí thứ nhất là nó sẽ là những hợp chất nó dễ bay hơi, nó có khối lượng phân tử nhỏ và nó bền nhiệt, và quá trình tách của nó thì phụ thuộc vào tính bay hơi hay là điểm sôi của chất tan. Vậy thì những hợp chất nào mà có nhiệt độ sôi nhỏ thì ra sớm hay ra muộn hả? Sớm hay muộn em? Những hợp chất mà có nhiệt độ bay nhỏ, nhỏ, cũng nó lớn nha, của nó nhỏ, à, thì nó ra sớm. Và những hợp chất nào mà có nhiệt độ sôi hay điểm sôi của nó cao á, thì nó sẽ ra muộn. Hoặc là khối lượng phân tử nó lớn á, thì nó cũng ra muộn. Được chưa? À, mình vô bài tiếp nha em. Và trong sắc khí khí của mình, nó cũng có hai loại. Sắc khí khí rắn và sắc khí khí lỏng giống nhau điều gì? Sắc khí khí rắn và sắc khí khí lỏng. À, sắc khí khí à, giống nhau mà đó chính là pha động à, huyền minh huyền với hồng mi, từ từ chờ có xíu, minh huyền hồng mi học học bù đúng không em, bù đúng không em, hồng mi bù đúng không, à rồi tiếp nha, tiếp sắc khí khí rắn sắc khí khí lỏng giống nhau, đều là phái động, đều là ở dạng khí, khác nhau cái gì, phạt tỉnh à, phạt tỉnh. Vậy thì nếu như sắc khí khí lỏng hình thành cơ chế gì, khí lỏng nha, phái động là khí, phạt tỉnh là lỏng á, nên cô đặt là khí lỏng, à là hình thành sắc khí phân bố, được chưa, cảm ơn Uyên ha. Còn nếu như sắc khí khí rắn
khí rắn là đó chính là hấp phụ. Và thường thường theo em suy luận là thường trong sắc khí 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 và trong sắc khí lỏng thường nó dùng cơ chế nào là chính, hấp phụ hay phân bố? À, đó chính Thùy Trang ha. Thùy Trang có học bù không em? Thùy Trang có học bù không? Thường thì Thùy Trang thường nó sẽ là dùng sắc ký phân bố nha em, cho nó vào nó phân bố nhanh đấy ha. Thùy Trang, Huỳnh thì Thùy Trang à. Dạ Trương thì Thùy Trang coi. Okay. Trương phải Huỳnh hả? Dạ Trương ạ. Trời ơi, vậy là cô em học bù à? Dạ em học lớp này. À, vậy là hôm nay có khi nào cô nhầm không? Có Huỳnh Thị Thùy Trang nữa. À ha, Huỳnh Thị Thùy Trang nữa, cô thấy Thùy Trang. Hôm nay em phát biểu nhiều không? Dạ có nhiều nhưng mà có cộng được có mấy điểm mà. Vậy hả? Huỳnh Thị Thùy Trang là bạn nào hả? Huỳnh Thị Thùy Trang. Rồi ha, có khi nào cô nhầm sang bạn khác không? À, vui vui tính nha. Rồi. Vậy thì em phân biệt cho cô ha. Vậy thì đối với sắc khí khí á, thì mình sẽ có hai pha, pha động và pha tĩnh. Thường pha động á, thì các em lưu ý, đối với sắc khí khí á, thì pha động nó là một cái nhiệm vụ duy nhất của nó thôi. Đó chính là nó làm khí mang, nó mang cái chất phân tích của mình đi thôi. Nó không tương tác với chất phân tích và nó cũng không tương tác với phạt tỉnh. Nó làm một nhiệm vụ duy nhất là nó mang cái khí mang của mình, mang cái khí có nghĩa là cái chất phân tích của mình đi thôi. Nên các em lưu ý ha. Nên pha động người ta gọi nó chính là khí mang. Ở đây nó sẽ mang cái chất phân tích của mình đi. Nó không tương tác với chất phân tích và nó cũng không tương tác với phạt tỉnh. Em lưu ý ha. Và khí mang ở đây thì người ta sử dụng, nó chính thường người ta sử dụng helium, hydro, nitơ, argon. Tùy thuộc vào mỗi cái chất phân tích của mình mà người ta sử dụng mỗi cái loại đầu dò. Và mỗi cái loại đầu dò đó nó sẽ tương ứng với một loại khí. À, còn pha tỉnh thì nó vẫn thực hiện quá trình phân tích ha. Và yêu cầu của nó là phải bền nhiệt. À, còn đối với những cái hợp chất mà nó khó bay hơi, khi người ta muốn dùng cái phương pháp sắc khí khí á, thì lúc này người ta tiến hành là tạo dẫn xuất cho nó, chuyển từ hợp chất khó bay hơi sang hợp chất dễ bay hơi. À, người ta gọi đó chính là tạo dẫn xuất. Về nguyên tắc của phương pháp sắc khí khí của mình thì ở đây người ta sẽ ban đầu nó sẽ là một cái chất gọi là cái chất lỏng, nó ở dạng lỏng. Sau đó người ta sẽ gia nhiệt nó chuyển sang cái dạng khí. Sau đó nó sẽ nhờ cái khí mang, đó chính là cái pha động, nó mang cái chất phân tích của mình vào trong cái cột sắc ký và nó thực hiện quá trình phân tách. Và sau đó nó sẽ tách ra và nó tới cái đầu dò, nó ghi nhận lại tín hiệu. Về chương trình rửa giải của sắc ký khí thì nó cũng có hai cái quá trình rửa giải, đó chính là rửa giải đẳng. Sắc khí khí thì người ta dùng là nhiệt, nên ở đây nó sẽ dùng cái kiểu rửa giải là đẳng nhiệt và đẳng, đẳng nhiệt và chương trình nhiệt, hay còn gọi đó chính là gradient. Và ở đây nếu như mỗi hợp chất nó sẽ có, khi chúng ta dùng sắc khí khí thì mỗi hợp chất nó có cái gì khác nhau em? Mỗi hợp chất nó có cái gì và nó tách theo cái điểm sôi. Mỗi hợp chất nó sẽ có một cái điểm sôi khác nhau, một cái nhiệt độ sôi khác nhau. À, nên lúc này em nhìn vào trong cái sắc khí đồ ha. Khi mà người ta tiến hành, người ta chạy đẳng nhiệt á, thì lúc này em thấy cái bit nó có tách nhau hoàn toàn không hay là nó chồng chồng lên nhau không? Nên lúc này người ta mới tiến hành, người ta chạy chương trình và gradient theo nhiệt độ. À, thì lúc này những cái bit của chúng ta nó tách đều với nhau,
thì nó cũng giống như bên chương trình gradient của sắc khí lỏng. Thì ban đầu ví dụ từ trục này là thêm từ T có nghĩa là temperature nha em, còn chỗ này là time có nghĩa là thời gian. Ví dụ từ ví dụ chỗ đây là 50 độ C ha, 50 độ C, từ phút số 5, từ phút số 0 đến phút số 5. Sau đó người ta tăng cái nhiệt độ lên từ 50 cho đến 200 chẳng hạn. Chỗ này là thực hiện quá trình phân tách này, cân bằng cái cột này và sau đó đưa về tỷ lệ ban đầu để cân bằng cột nữa, được chưa? Về hệ thống của máy sắc ký, cô đi nhanh nha, hệ thống của cái máy sắc ký của mình, thứ nhất nó sẽ bao gồm đó chính là cái pha động, sau đó nó sẽ qua một cái trap. Mẫu sẽ là nó sẽ nằm trong, nó cũng có hai loại tim mẫu, tim thủ công và tim tự động. Rồi sau đó mẫu của chúng ta nó được gian nhiệt, nó chuyển sang cái dạng khí, rồi sau đó nhờ cái khí mang nó mang vào trong cái cột sắc ký. Em thấy cái cột nó rất dài nha. Rồi sau đó nó đến cái đầu dò, nó ghi nhận lại tín hiệu cho mình. Và ở đây chúng ta, cô nói giới thiệu về cái pha động chúng ta một xíu. Sắc ký khí, chúng ta dùng cái pha động là nó ở dạng khí, đồng ý chưa? Nó ở dạng khí. Và cái bình người ta chỉ muốn sử dụng đúng cái loại khí. Ví dụ như ở đây chúng ta dùng khí nitơ thì người ta sử dụng đúng nitơ. À, nên chỗ nó sẽ có một cái bộ phận, cái trap á. Cái trap có nghĩa là cái bẫy á. Thì ở đây người ta sẽ loại nước. Ví dụ như người ta dùng cái khí là khí hydro đi, đốt cháy đi ha, mà lúc này có nước vô á, thì không được. Nên nó sẽ loại nước bằng cách là nó sẽ có những cái hạt ray phân tử 5 atom để loại cái gọi cái nước của chúng ta lại. Và than hoạt tính là để giữ lại những cái hydrocarbon. Ví dụ như các em phân tích những cái hợp chất hydrocarbon mà trong cái pha động của chúng ta nó có những hydrocarbon thì gây bị nhiễu. Nên là người ta sẽ dùng cái than hoạt tính để giữ lại những cái hydrocarbon. Và người ta dùng silica cell để loại bỏ cái oxy. Có thể người ta sử ví dụ người ta sử dụng là khí ở đây là khí hydro mà có oxy thì nó sẽ gây nổ, nên người ta phải loại nó ra. À, em lưu ý ha. Về ưu điểm đối với phương pháp sắc ký khí và sắc ký lỏng, thì sắc ký khí em để cái cột của nó như thế nào so với sắc ký lỏng? Sắc ký khí thì cái cột của nó sao em, ngắn hay dài hơn? Em thấy cái hình đó, cột của nó sao em, cột sắc ký á, ngắn hơn à? Quỳnh Thanh ha, Lê Thanh Quỳnh, đúng không em? Lê Thanh Quỳnh. Vậy thì nó, cái cột của nó sẽ Lê Thanh Quỳnh à? Giờ cổ xíu coi, nãy giờ thấy bạn phát biểu nhiều. Có học bù không em? Bạn nào mà cô hỏi, để cô hỏi có học bù không, có nghĩa là mình không có điểm cộng đó nha. Là nãy giờ á, những cái bạn mà cô tìm một hồi rồi em kêu em học bù là cô không có cộng điểm đó. Lê Thanh Quỳnh, cô không thấy à? Tạm thời cô ghi đây, Quỳnh, Quỳnh ha. Vậy thì các em lưu ý cho cô, so về sắc ký lỏng thì sắc ký khí á, cái cột sắc ký nó dài, rất là dài em, nó tính bằng mét á. Bởi vì sắc ký khí chúng ta dùng khí nên là cái độ nhớt của nó thấp, nên là người ta sẽ sử dụng cái cột sắc ký nó rất là dài. Và cột nó dài như vậy thì nó tăng cái khả năng gì em? Cái cột nó dài thì cái gì nó, mình có biểu thức N bằng L chia cho H thì nó tăng được cái gì à? Phân tách, tăng được cái số điện lý thuyết, từ đó nó tăng đến cái khả năng phân tách, được chưa các em? Rồi ha, mình nắm nha. Nhược điểm của nó đối với phương pháp sắc ký khí á, thì chúng ta chỉ phân tích được những cái hợp chất mà nó dễ bay hơi, phải quan trọng nhất là nó phải bền nhiệt, được chưa? Và chúng ta sẽ có hai cái cột, cột nhồi và cột ma quản. À đây ha, đây là chính là cái hình cột nhồi.
Còn đây chính là cái hình cột mao quản. Em thấy cái cột mao quản so với cột nhồi nó như thế nào? Nó ngắn hay nó dài hơn? Dài hơn. Được chưa nè? Nó dài hơn. Vậy thế nào gọi là cái cột nhồi? Tại đây ha, đây chính là cái cột nhồi nè em. Đây là hình cắt, rồi khi người ta cắt cái cột ra thì người ta chụp cái hình nó như thế này. Ở trong này là những cái hạt, hạt này nha anh em, người ta gọi là chính là cái chất mang, nó ở dạng rắn. Và trên bề mặt của chất mang đó người ta tẩm lên, đó chính là cái pha liên kết, nó ở dạng lỏng. Sau đó người ta nhồi những cái hạt này vào trong cái cột sắt ký, nên người ta gọi nó chính là cột nhồi. Còn hình kế bên này đây chính là cái cột mao quản, thì hình dạng của nó như em tưởng tượng, nó giống như cái đường ống nước á. À, tất nhiên trong đó không có nước nha. Rồi sau đó cái đường giữa nè em, là để cho khí nó đi qua, pha động của chúng ta nó đi qua, nó mang cái chất phân tích đi qua. Và phía bên trong á, bên trong của nó, trên cái thành bên trong của cái cột nha em, bên trong á nha, cái thành bên trong của nó, thì người ta tẩm lên một cái lớp phim pha mỏng. Bề dày của nó chỉ là 0.2 micromet thôi. Chính vì như vậy nên so về cái cột á, cột nhồi và cột mao quản á, thì cái cột mao quản chiều dài của nó dài hơn cả 100 mét luôn. Còn cột nhồi thì nó ngắn hơn. À, đó là chính là lý do ha. Nói về khả năng phân tách, nếu em so về khả năng phân tách giữa cột mao quản và cột nhồi thì cột nào tách tốt hơn? Thì em đã có câu trả lời. Cột nào tách tốt hơn em? Giữa cột mao quản và cột nhồi thì cột nào tách tốt hơn? À, mao quản nó phải tốt hơn chứ, dài hơn, được chưa nè? Rồi. Rồi, pha tĩnh là gì em tự đọc nha. Pha tĩnh bền nhiệt độ ha, trơ ha, em tự đọc giúp cô ha. Pha tĩnh thì dựa vào cái nhóm chất của nó thì em biết được pha cái nhóm nào phân cực hay không phân cực, phân cực trung bình, nắm nha. Và người ta thay cái R này nè, R này là để biết được cái hợp chất nó thay R là phân cực hay không phân cực. Rồi bộ phận tim mẫu, tim mẫu trong sắt ký nó cũng giống như bên sắt ký lỏng của mình, thì nó sẽ có tim mẫu tự động, tim mẫu gọi là tim thủ công hay còn gọi là tim tay. Và trong sắt ký khí thì nó khác thêm xíu nữa, đó chính là tim chia dòng. Có nghĩa là khi mà từ dạng lỏng, chất phân tích của các em từ dạng lỏng mà nó chuyển sang cái dạng khí á, thì phân tử của nó rất là nhiều, nên lúc này người ta chia dòng ra để cho một phần thôi đi vào trong cái cột sắt ký thôi, nên người ta gọi đó chính là tim chia dòng. Em lưu ý ha. Về đầu dò thì nó giống, thì nó giống như yêu cầu của đầu dò sắt ký, thì nó sắt ký khí thì nó giống như sắt ký lỏng của mình, nhất là độ nhạy nó cao, khoảng tiếng tính rộng, khả năng tín hiệu với nhiều hợp chất cho tín hiệu nhanh ổn định và độ nhiễu nó thấp ha. À, còn đầu dò dẫn nhiệt các em tự đọc ha, quang hóa ngọn lửa tự đọc, đầu dò ion hóa ngọn lửa các em tự đọc. Tự đọc không có nghĩa là cô không ra trong bài kiểm tra nha. Đầu dò tổng kết điện tử các em tự đọc ha. Rồi cô nói về cái đầu dò khối phổ. Đầu dò khối phổ nó dùng cho cả sắt ký lỏng và sắt ký khí, là một trong những đầu dò định danh tốt nhất. Và lúc này nó định danh là định danh theo khối lượng phân tử chia cho điện tích là Z, M trên chai Z. Và nguyên tắc của đầu dò này, ban đầu một cái phân tử, sau đó nó chuyển sang cái dạng mang điện tích, có thể là điện tích âm hoặc là điện tích dương. Và cái ion A cộng này người ta gọi là ion mẹ. Sau đó nó phân mảnh ra tạo thành những cái ion con. Và sau đó nó chia theo tỷ lệ M trên Z, và đầu dò nó sẽ ghi nhận được. Vậy thì về cái nguyên tắc của nó, dưới tác động của một dòng điện trường rất là lớn, lúc này phân tử của mình nó mất đi một electron và nó chuyển sang cái trạng thái gốc và một electron chưa có ghép đôi. Và trạng thái này nó không có bền vững, sau đó nó chuyển sang trạng thái là mang điện tích, có thể là âm hoặc có thể là dương nha em.
Và ở đây là một cái ví dụ, ở đây là C2H6 dưới tác động của điện trường thì lúc này nó mất đi một electron và nó chuyển sang cái dạng này. À, và lúc này nó sẽ có M, M cộng M trên Z là bằng 30. Và nó mất đi một H cộng thì M trên Z bằng 29. Sau đó nó phân ra thành những cái mảnh con. Và M, lúc này M trên Z nó sẽ phân ra tiếp, cắt chỗ nữa này đi, cắt cái này đi. Thì lúc này M trên Z bằng 15. Nó chỉ ghi nhận tỷ lệ M trên Z mang điện tích thôi, chứ nó không ghi nhận ở trạng thái gốc như thế này. Em lưu ý ha. Rồi, về thứ tự rửa giải, phần này cô tặng cho các em. À, thứ tự rửa giải để nắm phần này, phần bài tập cho mình sẽ có trong bài kiểm tra nha. Ra định tính. Đối với sắc khí khí thì cũng giống như sắc khí lỏng, thì định tính nó cũng dựa vào đó chính là thời gian, và định lượng nó cũng dựa vào chiều cao hoặc là diện tích. Được chưa? Đó chính là xong cái phần chương sắc khí. Còn cái phần này là cô để dành cho các em, cái phần bài tập để các em tự giải ha, tự giải cho mình. Được chưa? À, gồm có 20-30 câu thôi, không bao nhiêu cả ha. Rồi hôm sau chúng ta học thêm phần điện hóa nữa là xong. Giờ là chúng ta kết thúc á. Được chưa nè? Còn cái phần kia cô để cho các em tự giải quyết vấn đề của mình. Mình đã học rồi thì mình giải quyết ha, 30 câu. Rồi. Vậy thì cô điểm danh. À, coi như là phần sắc ký là mình đã xong, nó hơi dài hơn xíu so với thường ngày. À, còn sau này cô sẽ dành thời gian cho mình thì cô sẽ coi lại, coi thử trong phần quan, cô sẽ ôn lại, cố gắng làm sao đầu buổi chúng ta học xong phần điện hóa. Còn một ít thời gian cô sẽ ôn tập cho mình. Được chưa? Và xong là chúng ta thi nữa là kết thúc môn rồi đấy. Được chưa nè? Rồi, điểm danh nha.